Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 385 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Đầu tiên là câu chuyện Duy được kể lại từ một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Cà Mau. Bạn nói cái thời điểm mà tầm khoảng 12-13 năm về trước á, thời điểm đó bạn mới có mười mấy tuổi à. Lúc này thì sau cái khoảng thời gian đi học, bạn có cùng những cái đứa trong xóm của mình á, kéo nhau đi vô trong rừng ở trỏng á, để mà bắt ốc bắt cá. Không biết sao nhưng bạn nói nếu mà mình càng đi sâu vô tuốt ở trỏng đó ha, ở trong đó ốc rất là nhiều, đem về đây rồi đi ra chợ bán cho người ta cũng kiếm thêm chút tiền. Mỗi lần bạn đi thì bạn sẽ đi trên một cái chiếc ghe nhỏ gì nè. Cái ghe đó thì chở khoảng 5-6 đứa cùng nhau đi, đứa cầm cái xô, mà có đi chung với lại hai vợ chồng của chú kia, với lại một cái bà dì ở trong xóm, cái gì đó tên là dì lái. Như thường lệ đó, thì mỗi lần cái nhóm của bạn đi, sẽ có cái bà dì lái bả đi chung rồi về chung luôn. Nhưng có một cái bữa đó, tới khoảng 11-12 giờ trưa, gần tới giờ về ăn cơm rồi, thì nguyên nhóm bắt được cũng bộn đó, mới kéo nhau đi về. Riêng cái bà dì lái đó bà cứ đứng bà lơm khơm, bà cứ làm gì hoài à, không thấy bà bắt ốc. Mà bà cứ đứng bà ngó trời ngó đất như vậy nè. Nguyên một nhóm hỏi, ủa dì lái ơi, tới giờ trưa rồi sao không về đi, nắng muốn chết gì nè, về đi dì. Bà nói, ôi tụi bay về trước đi, tao còn đi tao bắt nữa. Trời ơi, bữa nay không biết sao mà tao bắt không có được nhiều hết trơn á, ít xịu rồi sao bán cho người ta. Mà cũng đúng thiệt, bạn lợi bạn kiểm tra cái xô của bà thì không thấy có cái gì hết trơn á. Mà kiểu như là bà muốn bắt cho nó có nhiều gì đó mà. Thôi thì bà mới nói vậy thôi, tụi con đi về trước nha, có gì bà về sau nha, tại con thấy là hồi nữa sợ chú hai ổng kiếm bà đó. Bà nói, không lẽ tao đi bắt mấy chục năm trời rồi, không lẽ tao không rành đường chỗ này nữa hay sao, cứ đi về trước đi rồi hồi tao lội bộ tao về. Thiệt ra từ chỗ này mà muốn đi ra nhà của bạn cũng có thể đi bộ được luôn. Đó thì thôi, cả nhóm mới đi về, bỏ mình ên bà ở đây cho bắt đi. Khi mà về tới nhà rồi đó thì đâu có ai quan tâm tới bả nữa đâu. Tại vì dù sao bả cũng là người lớn mà. Bả bắt chừng nào bả về là kệ bả chứ. Rồi cái bạn cũng ăn uống như bình thường. Tới tối á, thì nguyên nhóm cũng bắt đầu đi coi phim. Ở trong xóm của bạn thời điểm đó nhà nước người ta chưa có kéo điện tới. Bởi vậy ban đêm á, mà muốn đi coi phim nhà của cái bà đó, bả bán nước á, vô tới đó phải mua cái ly nước của bả. Thì bả mới mở cái đầu máy lên á, nó phát cái điện ra thì bả mới có thể là chiếu cái phim cho coi được. Kiểu vậy á, đang ngồi coi phim gì nè thì mới nghe la làng thuốc đằng kia đó. Cái tiếng này là cái tiếng của ông chú Quyền, chú này là chồng của cái bà lái đó, cái bà mà hồi sáng đi bắt ốc chung với mấy đứa nè. Ông mới chạy lại, ông hỏi chị Tư, chị Tư, hồi trưa tới giờ á, chị có thấy con vợ của tôi nó đi về đi ngang đây không vậy? Sao mà nó đi bắt ốc từ hồi trưa tới giờ không thấy nó về, tôi đợi từ hồi chiều tới giờ luôn đó. Bạn mới ra, bạn giọt mẹ mà hỏi, ủa chú Quyền, bộ dì lái bà chưa có về nữa hả? Bà đi với tụi con từ hồi sáng, nhưng mà tới trưa đó, tụi con có rủ bà đi về, bà không chịu về. Bà nói là bà bắt chưa có được nhiều. Con nghĩ bây giờ nhiều khi bà còn bắt ở trỏng á. Ông nói mày bậy mày, ai đâu mà đi bắt ốc giờ này, giờ này tới hù tới mệt rồi bắt gì nữa. Không lẽ nó đi về nhà của ai nó chơi hay sao ta? Ông cũng quýnh quán dữ lắm, tại vì ở cái chỗ này á, nhà cửa rất là thưa, đa số là rừng rú không hà, mà vợ mình nó ghé là ghé nhà ai ta. Ổng cũng chạy quá trời nhà của người quen nhưng mà đâu có ghé nhà của ai. Thôi thì ổng mới lấy đại chiếc xuồng, ổng mới nhờ mấy công trong xóm nữa giờ đưa ổng vô tới bên cái chỗ mà bắt ốc hồi sáng đó, kiếm coi có con vợ ổng không. Do là hồi sáng đi á thì nước nó ít, nó còn xem xét gì nè, nó lộ ra cái lớp sình non. Còn bây giờ á thì nước nó lên cao luôn rồi. Bởi vậy á hả, là nếu mà mình đứng ở trên cái sình đó đó, nó sẽ ngập khoảng nửa cái người của mình luôn vậy nè. Rồi cũng đưa ổng chạy vô cái khu vực đó, kiếm giáo giác mở đèn pin mà đâu có thấy ai. Càng đi sâu vô trỏng á, thì chú Quyền ổng mới thấy là có một cái người đứng ở dưới cái bãi sình á, mà lú lên có khoảng nửa người thôi hà.
Ông nhìn là ông biết đó là con lái vợ của mình rồi. Bởi vì ông ấy nôn quá, ông nhảy xuống cái ghe luôn. Rồi ông đi lại, ông bơi lại cái chỗ đó đó. Thì ông thấy cái bà lái vậy nè, bà đứng chết trân như là cái bức tượng. Cái xô ốc thì để kế bên, không có con ốc gì hết trơn, cũng không có cá mắm gì luôn, để gì hoài đó. Rồi bà đứng như trời trồng gì nè. Ông ấy hỏi lái, lái mày bị gì lái, sao mà đi bắt ốc, mày làm gì đứng đây hoài vậy, không gì vậy, tối hù rồi. Bà cũng không trả lời. Chắc là ông nói trời ơi mấy ông nội ơi, vợ tôi chắc nó bị ma giấu gì hay bị bắt hồn gì hay gì rồi, do là ở trong này tối quá đi. Bởi vậy là mấy ông đó mới khiêng cái bà lái bỏ lên ghe rồi chở về nhà. Bạn nói nghe, bưng bà về tới nhà thôi, bà cứng y chang như là mình chuẩn bị mang cái bức tượng về nhà mình thờ vậy đó. Bà cứng ngắc y chang vậy luôn, mà con mắt thì trợn trắng ngay chọt cứng đơ gì nè. Mình mẩy xình bùn không, bởi vậy đó là mới đưa ra cái nhà sau á, xả cái nước trên bồn ra rồi dội vô người của bà. Ra hết trơn nước xình rồi đó nghe, thì mới thấy là da thịt của bà nó bầm tím hết trơn vậy nè. Đặc biệt là trong cái họng của bà đó, xình á mà nó khô rang, nó dính vô những cái kẽ răng, không biết là bà ăn xình từ hồi nào. Kiểu như trời nắng rồi nó khô ba cái sình trong họng của bà luôn. Bây giờ là phải xịt nước cho nó mềm cái sình này ra đó, thì mới có thể lấy cục sình đó ra được. Thường là người lớn ở đây nhìn là người ta biết cái bà này bà bị ma giấu rồi, kiểu như là bị bắt hồn này nọ đó. Đó thì khi mà rửa ráy xong, cái bà chính ở trong nhà, bà mới vô bà lấy cái một cái sợi chuỗi của bà. Rồi bà lấy luôn một bức tượng mẹ Quán Thế Âm á, bức tượng nhỏ thôi. Bà mới để trước mặt của cái dì lái gì nè. Bà mới hỏi lái, mày biết tao là ai không lái? Bà dì lái cũng chưa có trả lời. Tới khi mà bà chính bà trồng cái sợi chuỗi nó vô trong cái cổ của dì lái rồi á, thì giống như là bà hơi giật mình, bà hoàn hồn trở lại. Lúc đó bà mới khóc, bà khóc như là chưa từng được khóc vậy đó. Bà mới nói, dì chính ơi dì chính, từ hồi trưa tới giờ á, tôi đi bắt ốc mà tôi thấy là cái vỏ của tôi nó chưa có được nhiều, không có con nào hết trơn á. Bữa nay tôi bắt tôi không thấy con nào hết. Tôi mới tính là tôi ở lại tôi bắt thêm, tới chiều chiều á được đầy đầy rồi tôi về. Vậy mà không biết làm sao, tôi cứ đi hoài sâu tuốt vô trong biển ở trống á. Mà tôi đi một hồi cái tôi thấy là trời tối hồi nào tôi không có hay nữa. Tôi đang đi gì nè, cái tôi đứng sững ở đó tôi không đi tiếp được nữa. Tôi thấy có một cái bà, trời ơi mà cái bà này á, bà thấy ghê dữ lắm luôn. Tôi nói bà nghe, cái đầu nó trọc lóc à, mà hai con mắt của bà nó lồi ra gì đây nè. Lúc mà tôi thấy bà là bà trồi từ dưới sình bà trồi lên, chứ không phải một cái người bình thường đâu bà ơi. Tôi sợ muốn chết mà bây giờ ở đó có mình ên tôi hà. Tôi kêu ai giờ, tôi cứ ngắt, tôi đâu có đi được đâu. Bà không có cái giò. Bà nghĩ đi, giống như là một cái con cá mà nó có cái dáng hình con người vậy đó. Không phải là cái đuôi cá nha, mà nó tua rua ở dưới cái chân của bà vậy nè. Hai cái đầu gắn vô cái cổ của bà luôn. Trời ơi tôi muốn chết, mà bây giờ tôi đâu có làm gì được. Bà bò lại gần chỗ tôi vậy nè. Cái sình non á, bà biết mà. Bà lết từ đó nó quệt nguyên một cái đường dài vậy nè. Có hai cái tay, mà một tay á, bà cầm cái bánh bao, một tay bà cầm một cái khoanh bánh tét. Lúc đó tôi nhìn là tôi biết rồi, tôi biết tôi chuẩn bị gặp cái gì luôn rồi đó. Nhưng mà tôi chỉ biết niệm Phật thôi chứ tôi làm sao giờ. Trời ơi nó bò tới cái giò của tôi vậy nè. Những cái mà nó tua rửa dưới cái giò của tôi đó, nó quấn vô cái giò của tôi, nó quấn lên tới cổ của tôi, bắt đầu nó nhấn tôi xuống mà. Nó nhấn tôi xuống sình luôn. Rồi cái nó lấy cái tay của nó đó, nó nhét bánh bao vô họng của tôi. Không hiểu sao mà tôi cứ hả họng ra hoài vậy nè. Nó nhét, nó đưa vô họng của tôi luôn. Chỉ là cái họng tôi nó nghẹt cứng luôn vậy đó. Lúc mà nó chuẩn bị đẩy cái đầu của tôi xuống, còn lướn cái đầu lên thôi, là cái người của tôi nhúng xuống sình hết trơn luôn rồi đó. Thì giống như là có ai á cản nó lại, có ai mà kéo tôi lên, nhưng mà tôi không thấy người đó là ai thôi. Bởi vậy là khi tôi đứng lên rồi đó, tôi chỉ đứng yên một chỗ, từ đó cho tới chiều, hên là ông chồng tôi ông vô ông kiếm đó, chứ không tôi chắc tôi chết nó chổng luôn quá. Bà mới vừa nói dứt xong câu đó, cây bà mới hỏi là, ê, cái xô đựng ốc của tôi đâu rồi, lấy ra tôi coi coi. Tại vì hồi lúc mà gần buổi trưa trưa đó, trước khi mà tôi gặp nó đó ha, tôi thấy sao mà cái đoạn đường tôi đi sâu trỏng á, ốc dữ lắm nhiều luôn. Trời ơi mà nhiều khi á, có cua có tép tùm lum ở trong nữa. Tôi hốt vô xô quá trời vậy nè. Tôi đứng tôi hốt á, thì tôi mới thấy nó, tôi đứng khựng lại luôn. Cái xô tôi còn để kế bên á, hồi nãy khiêng tôi về á, có xách cái xô vậy không vậy? Lúc này ông chồng ổng mới sực nhớ lại là hồi nãy á, ổng có bưng cái xô của bả về, còn để ngoài sân kìa. Mang cái xô vô á, thì thấy trong này đâu có ốc gì đâu.
toàn là ba cái con gì đâu không à. Đổ ra vậy nè, nó lăn 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 ngoài đất á, nó tròn tròn, nó đen đen, nó nhám nhám mà nó có gai nha. Nhìn nó giống như là những cái con cầu gai ngoài biển mình vậy đó. Cái gai của nó không phải là nhọn như con cầu gai, nhưng mà nó sao sao ta, nó giống như là cái con sida đó, cái con mà đồ chơi của mấy đứa nít mà nó dẻo dẻo mình hay chọi nó dính cái bịch trên tường đó ha. Y chang vậy luôn, nhưng mà nó màu đen. Mấy cái ông này mới hỏi trời trời trời, cái con gì thấy ghê vậy trời, không lẽ con này con ma da hả? Bà cũng đâu có biết, tại vì bà nói là bà bắt không phải là bắt cái con này, cái con này do mà thấy ghê dữ vậy. Mà nhìn kỹ á, giống như là nó có mấy cái lỗ lỗ y chang như con mắt vậy đó. Bây giờ về nhà thì đâu có sợ nữa, nó lăn 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 cù cù ngoài đất vậy nè. Mấy ổng mới lấy ba khúc cây á, đập đập nó bể phịch phịch phịch, mà con nào cũng xì ba cái nước nó nhớt nhợt, nó nâu nâu vậy nè, y chang như nước sình của mình vậy đó, mà mình đổ ba cái nhớt vô vậy đó, nó tanh ói luôn. Thế như vậy thì bà chính bà nói trời đất ơi, mày thấy chưa lái, mày bị cái con quỷ ở dưới nó bắt mày rồi đó. Mà cái con quỷ này là tao nghĩ nha, dạng như là ma da mà nó tu kiểu là thành tinh rồi đó mày. Tại vì hồi đó giờ tao chỉ thấy ma da nó đen thùi lùi, nó kéo nguyên một quần thôi hà, chứ làm gì mà thấy ghê như mày, mày thấy nó hiện nguyên hình, nó trồi cái đầu lên vậy chứ. Mà cái con này tới hai đầu lận hả? Vì lái bà nó ừ, tôi thấy rõ ràng luôn, hai cái đầu nó mọc lên vậy nè, mà kiểu như là một cái cần cổ nó mọc ra hai cái đầu vậy đó bà, không có cái đầu nào có tóc hết trơn á, chỉ là phần dưới nó nhớt nhợt, nó tua rua ra y chang là cái con bạch tuộc vậy đó. Sớm này ở dưới quê, ở cái chỗ nước mặn như vậy á, thì ai cũng đều biết những cái câu chuyện về ma da. Nhưng mà cái con ma da này á, nó hơi kỳ hơi lạ, thấy ghê quá thì mọi người chưa từng chứng kiến tới nó. Bây giờ nó còn có ba cái con nhỏ nhỏ nữa, không lẽ đây là cái trứng của nó sao? Đó là mọi người suy nghĩ thôi nha. Nhưng thôi thấy ghê quá đi, khi mà đập những cái con nhỏ nhỏ nó ra xong rồi đó, nó còn cái da, cái da nó săn cón là gì nè, thì mấy người này mới đem bỏ vô cái đống củi á, dùi vô đó rồi đốt luôn. Trời ơi, đốt một cái lửa nó cháy lên lửa xanh không. Bởi vậy ai cũng nói mày là mày hên dữ lắm luôn đó, mày gặp thứ dữ rồi chứ không phải là mày gặp thứ thường đâu. Hên cho mày là giống như có ông bà nào độ mày kéo cái đầu mày lên á, chứ không thôi hả là mày chết rồi, nó nhấn mày xuống sình là ông nội tao không biết kiếm mày đâu ra nữa. Bởi vậy mày mốt đi bắt ốc á thì mần ơn, đi về sớm giùm cái ha, không thôi là đi bắt ở phía ngoài vậy đi, vô tuốt trong đó làm cái gì? Ba cái chỗ mà rừng sâu nước độc ở trống á thì vô đó làm cái gì vậy? Quỷ không đó. Nói chung á thì coi như bây giờ cơ bản bà cũng đã về được tới nhà an toàn rồi, không sao nữa, thoát khỏi cái cảnh ma da đó thì chắc là bà cũng mừng rồi. Nhưng mà không biết làm sao á, bạn thấy cái mặt của dì lái bà cũng lo lắng lắm, không biết là bà đang sợ cái gì á, mà cái mặt bà tím ngắt gì nè. Bà mới hỏi thằng con ta đâu rồi, thằng Thiện đâu, nó đâu rồi, nó đâu mất tiêu rồi. Bà kiếm thằng con của bà, tại vì bà cũng có một cái thằng con trai luôn, nó cũng trạc trạc tuổi của bạn gì nè, nó cũng đi chơi chung nhóm của bạn. Giờ đó thì nó ở nhà chứ đâu, ngoài nhà trước kìa, thì mọi người mới kêu nó xuống, nó mẹ mày kêu kìa. Bà mới gặp nó, bà nói trời trời, mày đây hả Thiện, mày ở nhà hả? Trời gán ở nhà nghe mày, đừng có đi đâu chơi nữa nghe chưa, tao mới bị ma nó giấu đó, bởi vậy hả con đừng có đi ra ngoài đường nữa nghe. Bà là bà dặn nó như vậy. Nhưng mà bà chính bà nói trời, nhỏ này mày bị ma giấu cái mày bị sản hả mày, nhỏ ở nhà không chứ nó có đi đâu đâu mà mày dặn nó không bị ma giấu. Có mày á, mày đi ra ba cái chỗ mà ba cái dũng sình dũng lầy đó đó, mày mới gặp ma da nó nhấn đầu mày thôi, chứ làm gì ma da nó dám trồi lên đây mà nó bắt nhỏ con của mày đi. Thì dì lái bà nói chạy thì tôi dặn phòng hờ vậy thôi, chứ có gì đâu, con tôi lo không được hay gì. Tao dặn mày nha, từ bữa nay là mày ở nhà cho tao nha, mày không có được đi ra cái chỗ nào sông suối hết trơn à, không có tụ tập đi chơi với ba cái đứa quỷ này đi tắm sông nghe chưa. Bà la nó vậy đó. Cái lúc mà bà lái bà về nhà, bà kể cho mọi người nghe bà bị cái con ma da hai đầu nó kéo đầu bà xuống đó, thì cái thằng con trai của bà là cái thằng Thiện á, nó chưa có biết cái chuyện này, nó ở ngoài nhà trước á. Thiệt ra nó chỉ biết là ừ, mẹ nó mới vừa được kéo về nhà tắm rửa sình bùng này nhỏ thôi hà. Vậy mà vài bữa sau, khi mà mọi chuyện ổn định lại rồi đó, bà lái bà cũng không có còn dám vô cái chỗ nữa đâu. Nhưng mà bà luôn luôn dặn nó là ta cấm tuyệt đối mày không có được đi ra chỗ nào có nước mà chơi nghe chưa. Thằng này nó cũng sợ, nó rút ở trong nhà không hà. Mà cứ mỗi đêm nó nằm nó ngủ, nó sẽ bị kéo cái giò của nó. Nó thức dậy một cái thôi là cái giò của nó ướt nhẹp gì nè, nó ướt mà nó nhớt nhợt luôn. Nó kể với mẹ của nó là bà lái á, nó nói không biết sao mà con nằm chiêm bao á, con ngủ không có ngon, con thấy có cái bà đó mà bả tới hai cái đầu lận, bả cứ ngồi ở dưới cái chỗ cái giò của con á, ở dưới cái bộ dáng ngựa,
bà đưa cái tay của bà lên, bà nắm, bà giật cái giò con vậy nè. Con mới hết hồn đi. Con mới ngồi dậy, con nhìn bà thì con thấy á, bà lú hai cái đầu lên bà nhìn con. Trời đất ơi, bà lái bà nghe vậy là bà hết hồn luôn rồi. Bà nói má ơi, không lẽ nó từ ngoài đó mà nó vô tới trong nhà, nó chuẩn bị bắt con tao đi luôn hả trời. Bà cũng sợ dữ lắm. Theo lẽ như người lớn á, người ta nghe mấy đứa nít kể vậy là người ta không tin, nhưng riêng bà là bà tin. Bà nói chắc nó tới rồi. Bởi vậy bà mới chui xuống dưới cái bộ dáng ngựa đó, ở dưới cái gầm giường đó. Thì bà thấy ở dưới đó nó có nguyên một cái đống nhớt gì nè, mà do sau một đêm á nó bị khô lại, nó chỉ còn là những cái bóng nước á, nó bể ra, nó còn những cái dấu trên cái sàn nhà của bà thôi. Mà hồi đó là kiểu giống như là nhà lót gạch tàu á, cái gạch tàu nó dễ thấm nước dữ lắm, nó còn để lại những cái quần nước như vậy đây nè. Bà thấy luôn nó còn lại một cái quệt, giống như là cái con này nó lết từ ở ngoài cửa sau á, nó lết vô tới trong cái chỗ đó để mà nó kéo dò cái thằng nhỏ con bà đi. Thiệt tình là bà cũng sợ lắm, nhưng mà bà cũng không biết phải làm gì. Bà mới nói với ông Quyền là chồng của bà đó. Ông Quyền cũng có biết làm gì khác hơn đâu, thì chỉ biết á là thôi bây giờ ha, giữ nó, để nó ở nhà, không cho đi đâu hết trơn á. Nếu như mà có đi đâu thì xách thằng nhỏ theo, không có cho nó đi riêng mình ở, nghe chưa. Tại vì con ma da này nè, nó lén nó vô nhà mình, nó muốn bắt thằng nhỏ đi rồi. Thôi bây giờ đợi tôi đi, tôi ráng một hai bữa nữa ha, tôi kiếm được ai quen quen á, để tôi kêu ông thầy nào hay hay về để coi có trị được nó hay không. Chứ ở cái vùng sông nước này á, thì cái chuyện ma da là cái chuyện quá thường. Nhưng mà có vẻ như cái con này nó muốn về nó bắt nhỏ thiệt à, thấy sợ quá. Kể từ cái bữa đó là đi đâu bà cũng đi dính theo nhỏ con của bà hết trơn, bà đâu có dám rời nó nửa bước đâu. Thiệt ra là bà cũng không muốn con mình phải chết, phải bị cái con quỷ nó bắt theo. Vậy mà thằng nhỏ nghe, cứ hễ ngủ trưa hay ngủ ban đêm gì đó là liên tục thấy con quỷ đó về. Nếu như mà đêm nào nó không về dưới cái đít giường, nó kéo cái giò, thì thằng nhỏ này sẽ nằm chiêm bao thấy nó. Thấy nó ngồi thù lù nguyên một cục gì nè, nó chỉ là một cái cục đen thôi, chỉ có khác là hai cái đầu nó lú lên, nó ác đạn vậy đó. Riết rồi nhỏ nó sợ, nó đâu có dám đi đâu đâu. Nhưng ngặt một cái là cái tật của bà lái này á, bà mê đi chơi tứ sắc, chơi lô tô, cứ ở đâu rủ là bà đi hà. Tại vì bây giờ bà đâu có đi bắt ốc nữa, bà chỉ là ở nhà vậy thôi, ai nhờ cái gì thì bà làm cái đó. Qua tới hai bữa sau thì bữa đó đó, cái nhà của bà Năm trong xóm á, bà mới rủ ê lái qua nhà tao chơi tứ sắc mày. Bà cũng muốn đi, nhưng mà bà nghĩ là cái chuyện không lẽ giờ sao ta, thôi dẫn nhỏ con đi luôn, tại vì ông chồng ông đi làm rồi. Hai mẹ con mới dẫn nhau qua bên nhà của bà Năm để mà chơi. Bà thì bà ngồi chơi tứ sắc ơn trước vậy nè, còn Thiện con của bà đó thì nó vô trong nhà của bà Năm nó chơi. Tại vì ở trong nhà đó cũng có mấy đứa cháu của bà Năm á, nó rủ nhau nó chơi ba cái dĩa trỏng, bà cũng đâu có quan tâm. Bà chỉ biết là bà đi, bà xách nó theo. Hồi hiện tại nó đang ở trong nhà bà Năm chung với bà vậy thôi. Cái nhà của bà Năm này á, bà bán tạp quá, mà kiểu như là bà ở sát mấy sông đó, cất cái nhà dưới sông luôn. Cái chỗ mà mấy cái bà này chơi tứ sắc á là ở cái hàng ba phía trước. Ngồi chơi được cả buổi trời tới cái hồi gây cấn rồi, thì bà nghe phía nhà sau của cái bà Năm này nè, tại vì nhà bà sát mé sông thì ở cuối cái nhà của bà sẽ có cái sàn nước, rồi có cái lan can để mà cho có cái bậc thang đi xuống mình rửa ráy này nhỏ đó. Bà nghe mấy cái đứa nhỏ trong nhà nó nhảy ầm 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 xuống sông nó tắm vậy nè. Trời ơi, bà mới la, bà nói vô thiện mày không có tắm sông kìa mày, tụi nó tắm kệ nó, không có tắm mà nghe con, mê bài mà đâu có bỏ được, thì chỉ nói giọng vô vậy thôi. Bà mới nói bà Năm ơi, bà ra bà la tụi nó giùm tôi cái coi, bà đừng có cho con tôi tắm sông nghe. Bà Năm bà cũng mê nữa, bà cũng nói gì bà la, bà nói ê tắm lẹ lên nha, trưa nắng không có tắm à. Vậy thôi rồi cây cũng chơi tiếp một hai bàn nữa, sao mà nghe nhà sau tụi nó im ru hà. Cây tự nhiên là cái bà lái này bà mới chột dạ đi, bà mới ngồi dậy, bà mới đi ra phía nhà sau thì bà thấy có hai ba đứa đang đứng nhìn xuống cái lan can nhà của bà Năm vậy nè, ở ngoài sông á. Bà mới hỏi ê con tao đâu rồi, Thiện đâu rồi, nó đâu. Tới khi đó thì bà mới thấy là có một cái thằng nhỏ ở dưới sông nó trồi lên, nó lội vô gì nè, nó lội từ giữa sông, nó ngáp, nó ráng nó lội lên, rồi nó đu lên cái bậc thang của nhà bà Năm á, nó lên tới đây, nó nói dì lái, thằng Thiện á nó rớt xuống sông rồi, bây giờ con không thấy nó nữa, nó mất tiêu rồi dì lái ơi, bây giờ dì lái kêu ai xuống á, kiếm Thiện lên đi. Tới lúc này thì bà mới tá quả, nó chở mấy bà ơi, mấy bà kiếm con tôi giùm coi, con tôi té xong nó chết rồi. Mấy bà nội kia thôi, quăng bỏ tiền bạc gì hết, chạy ra phía nhà sau coi,
Rồi kêu mấy cái ông mà đang bẻ dừa kế bên đó, kêu mấy ổng qua. Thì thấy nguyên cái khúc sông lặng hâm mà, đâu có cái thằng nào mà lội chấm 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 đâu. Có nghĩa là cái thằng con của bà ăn thiện á, nó bị lọt xuống sông mất tiêu rồi. Bà lái này bà mới hỏi cái thằng nhỏ hồi nãy mới vừa lên á, bà hỏi ê ê, rồi tại sao mà tụi bay tắm mà con tao mất tiêu rồi, tại sao vậy? Thằng nhỏ này nó mới kể á, nó nói trời ơi, hồi nãy á, lúc mà tụi con đang chơi, cái tụi con đâu có định tắm sông gì đâu, thằng thiện á, nó mới làm rớt đồ, nó làm rớt cái hộp gì của nó trôi liều phiều dưới sông á, nó mới kêu con á là ê, bây giờ tao với mày nhảy xuống lụm cái hộp giùm cho tao được không? Chứ nó xa quá à, có gì tao lội ra ngoài cái mày kéo tao vô giùm. Con cũng biết lội, thì con cũng nghĩ nó biết lội. Nó nhảy xuống trước, con thấy giống như là có ai rủ nó xuống đó vậy đó. Nó nói vậy nè, ừ, đợi một chút đi. Nó đi ra ngoài, mà trong khi đó, cái hộp của nó đó, nó quăng xuống cái đó rồi dì lái. Nó nhảy xuống đó luôn. Thì con cứ tính là con nhảy chung với nó, lụm cái hộp rồi con nó tắm xong luôn. Con mới vừa nhảy thôi, thiền thiện á, nó kéo giò con xuống. Nó ghì 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 cái giò con gì nè, nó nhấn cái đầu của con luôn. Con mới chửi nó, con nói mày làm gì vậy, con đánh nó luôn. Lúc đó là con thở hết nổi rồi, con chuẩn bị chịu hết nổi luôn. Bởi vậy hả là con dùng sức á, con đạp thiện ra, con đạp thiệt là mạnh ra vậy nè, con mới bơi vô được. Chứ nếu mà con không đánh nó, con không đạp nó, chắc con cũng chết theo nó luôn rồi. Cái bà lái này bà mới tức, bảo nó quỷ, mày là quỷ dương đầu thai mày, tại sao mày nhảy chung với con tao mà mày để con tao chết hả mày? Hả? Mày giết con tao hay gì? Bà tức dữ lắm. Bà nói thằng nhỏ này nè, thằng nhỏ này á, nhảy xuống chung với con tôi, mà bây giờ con tôi mất tiêu rồi, mà nó trồi lên được, nó làm gì con tôi? Giữ nó lại đi, rồi á, đưa lên chính quyền, giờ kiếm con tôi ra đi. Mấy bà kia mới nói trời ơi, mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Thằng này nó biết lội, thì nó trồi lên, con mày nó lội không giỏi bằng nó, thì con mày nó chìm xuống thôi chứ có gì đâu, mà mày phải la làng. Trời ơi, con nít con nói với nhau không hà? Đó thì mấy ông đàn ông mới xuống kiếm. Mà kiếm đâu thấy nhỏ này đâu. Nó ủa sao mà cái sông thì cũng đâu có bự, cũng không có sâu nữa. Tại sao mò quá trời cả buổi, tới chiều luôn cũng không thấy nhỏ nữa. Vậy giờ sao? Không lẽ nước nó cuốn đi chỗ khác hả? Mà nước lúc này á là kiểu như là nước ròng á, chứ không phải nước lớn. Có nghĩa là cái nước nó chảy, nhưng mà nó vẫn chảy chậm chậm chậm. Cái tốc độ của nó không có nhanh đâu, không thể nào nó cuốn đi chỗ khác được hết. Cho tới chiều luôn rồi, quá trời rối, giờ không biết sao thôi mới nhờ thầy. Nhờ đại một cái ông thầy nào đâu á, ổng mới xuống. Ổng mới nói là cái thằng nhỏ này nè nha, không phải là nó bị cái thằng kia nhấn đầu nó gì đâu, đừng có la nhỏ này tội nghiệp. Mà tôi thấy thằng nhỏ con của thím á, cái thằng nhỏ này á, nó bị ma da rủ nó xuống dưới đó. Bây giờ thím đi ra, thím nhìn kỹ cái cầu thang của cái nhà bà này đi. Thím thấy không, cái cầu thang bây giờ nó còn ướt nhẹp kìa. Thím rờ thử coi nó nhớt không. Tôi nói với thím á, ma da, cái đặc điểm chung của nó khi mà nó bò lên bờ là nó để lại một cái nhớt. Nó nhớt rất là đặc, đặc kẹo luôn vậy nè. Đúng thiệt, bà nhìn xuống cái bậc thang á, ngoài cái dấu chân của mấy cái thằng này thì nó còn một cái lớp nhớt nữa. Đi là trợt té liền. Ông nói tôi thấy ở đây có một cái con quỷ. Cái con quỷ như là ma da nó thành tinh, nó chết lâu lắm rồi. Mà kiểu giống như là nó thu hồn của người ta đó. Qua nhiều năm, nhiều tháng nó hút hồn người này, người kia. Đôi khi nó hút người sống, đôi khi những cái linh hồn mà người ta chết rồi người ta chưa đi á, nó cũng hút vô cái bản thân của nó. Bởi vậy bây giờ nó giống như là một cái nơi để mà chứa những cái vong hồn vậy đó. Cho nên cái chuyện mà nó thành một cái con đại quỷ, một cái con mà có khả năng kéo người này người kia, nó lên tới trên nhà nó kéo người ta là cái chuyện bình thường. Bà này mới nói trời ơi trời vậy đó hả thầy, mà tôi đâu có biết đâu. Mấy bữa nay nhỏ nằm chim bao thấy nó hoài, nó vô tới trong nhà của tôi nói thầy, mà tôi đâu có biết chỗ nào đâu mà đi kiếm thầy. Bữa nay cái chuyện này nó lớn lên vậy đó thì mới nhờ bà con chòm xóm người ta kêu, chứ thiệt ra là vợ chồng tôi cũng không có biết nữa. Cứ thôi để đại à, chỉ là không có cho nhỏ đi tắm sông tắm suối này nọ thôi, chứ đâu có nghĩ là nhỏ té dưới sông. Bây giờ sao thầy, có cách nào mình kéo nó lên được không? Ổng nói bây giờ á, tới giờ này rồi thì thằng nhỏ nó không sống nổi đâu, nó chết 100%, tôi dám cá. Nhưng mà tôi cũng làm, tôi cố gắng để mà tôi kiếm cái xác của con nhỏ lên. Nói thì nói vậy, nhưng mà nhiều khi xui xui á, nó giữ cái xác của con nhỏ luôn không chừng. Khi mà ông thầy nghe dì lái nói xong, thì ông thầy ổng mới nhìn xuống cái sông này nè. Ổng mới nói á, tôi thấy cái thằng nhỏ này á, không phải tự nhiên mà nó bị cái con quỷ ma da đó kéo xuống đâu nha. Phải có một cái lý do gì đó. Tại vì hình như á, là có một cái món đồ của thằng nhỏ này
cái con ma da đó nó đang giữ. Hoặc là có ai nói tên nói tuổi gì của nó ra thì nó mới bị bắt thôi. Chứ cái thằng nhỏ này tôi thấy á, cái mạng của nó lớn lắm, không phải bình thường mà nó bị ma da kéo xuống đâu. Khi đó thì bạn thấy cái dì lái này, bạn nghe xong cái bạn sợ, không biết sao nó giờ thầy ơi, tôi cũng không biết sao nữa, ai biết đâu hả? Trời ơi, thì ma da nó thấy ai hợp thì nó bắt thôi, chứ ai rành. Giờ thầy có giúp được nhà tôi không thầy? Thầy ráng thầy giúp đi. Ông nói tôi thấy thằng nhỏ thì tôi cũng tội nghiệp quá đi. Cái hồn nó còn ở dưới đó, chứ còn cái xác thì tôi không biết được nha. Bây giờ kiếm cho tôi một cái con vịt sim đi, vịt sim màu đen đen đó, đem tới đây rồi tôi làm thử. Khi mà đem tới cho ổng con vịt sim rồi, ổng mới lấy ra một cái tờ giấy bùa nhỏ xíu gì nè, ổng gấp lại thành hình tam giác á, ổng nhét vô cái miệng con vịt sim, bắt đầu ổng mới thả đại xuống đó vậy đó. Nếu như con vịt bình thường á, thả nó sẽ chạy đi mất tiêu à. Còn riêng con vịt này, ổng nói á, tôi cho nó ăn cái lá phép của tôi rồi, tôi thảy xuống khúc sông này. Nếu như mà cái con vịt này á, nó rớt xuống sông, nó bò lên bờ đi chỗ khác mất tiêu, thì coi như cái xác của thằng nhỏ này tôi không kiếm được. Đợi vài bữa nữa, ở chỗ nào mà nó nổi lên đó, thì tới đó nhận xác thằng nhỏ về. Còn nếu như mà tôi thảy xuống ha, mà cái con vịt này nó bơi tới cái chỗ nào đó, nó chạy tới cái chỗ đó cái nướng yên, nó cà dòng, thì cái xác của thằng nhỏ này đang bị mắc kẹt ở dưới cái chỗ đó đó. Ổng nói xong thì bắt đầu ổng thả con vịt xuống, không có cột dây gì hết trơn á. Vừa thả mà ổng vừa đọc ở trong miệng của ổng nghe. Ổng thả nó xuống xong rồi, nó chạy từ bên phía cái mé nhà của cô Năm á, bắt đầu nó bơi qua tới bên bờ bên kia, nó bơi xéo nha. Nó bơi tới bên đó, bắt đầu nó đứng sững lại. Cái nó kêu cạp, nó kêu quá trời kêu luôn. Bắt đầu nó nhúng cái mỏ nó xuống một hồi là nó tự nhiên giống như có cái gì á hút con vịt, là con vịt mất tiêu. Ổng nói rồi, tụi bay qua bên đó, tụi bay lặn xuống đó, tụi bay kiếm giùm tao, tao xuống tao lặn tiếp luôn. Đó thì mấy cái ông kia mới bơi ghe qua tới bển á. Hồi đầu mấy ổng đâu có dám xuống đâu, mấy ổng chống cây dầm xuống gì nhà, coi thử coi ở dưới đó có cái dòng nước xoáy gì không, mà tại sao con vịt nó bị hút mất tiêu rồi. Thiệt tình là mấy ổng cũng ớn, mấy ổng đâu có dám nhảy xuống cái chỗ đó, chỉ có ông thầy nhảy xuống thôi. Ổng nói thôi, tụi bay sợ để tao nhảy xuống, tao xuống tao kiếm thử coi nó ở đâu, còn tụi bay ở trên này ha, có gì thì ứng phó tiếp tao nghe. Đó thì mấy cái ông này ngồi trên xuồng, riêng ông thầy nhảy xuống. Ông thầy ông nhảy xuống một hồi vậy nè, ổng mới ngoi đầu lên, ổng nói bay ơi, thằng nhỏ nó bị nhét ở trong cái bờ sông á. Tại vì cái bờ sông mình nó lài xuống sông vậy nè, nó sẽ có một cái dách này là sình đó. Thì giống như ở dưới đó nó có cái hang á, nó nhét thằng nhỏ vô, thằng nhỏ giờ đang thụt tuốt trong cái hang ở dưới đó đó. Đó thì ổng ngoi lên, ổng mới nhờ ổng nói cái thằng nào cứng cựa đó thì nhảy xuống đây làm tiếp tao, làm phước đi bay ơi. Khi đó nghe vậy thì chú Sáu á, ổng mới nhảy xuống. Ông này cũng bự con lắm, nhảy xuống thì hai người lôi nhỏ ra. Tới khi mà lôi nhỏ ra rồi đó hả, nó mịn xẹo à, nó không có cứng gì hết trơn á. Người của nó thì màu tím nha, tím ngắt, giống như là nó không có thở nổi đó. Rồi cái phổi nó phình ra, nó tím. Trên người của nó không mặc một cái bộ đồ gì hết ráo, ở trần ở truồng gì nè. Kéo nhỏ lên, kéo lên xuồng bỏ nằm cái ạch đó rồi thì mới thấy con mắt của thằng này nó trợn trắng lên vậy nè, giống như là nó sợ cái gì đó vậy đó. Rồi cái nó chết bất đắc kỳ tử luôn. Chở qua tới bên nhà của cô Năm á, cô Năm mà nói thôi tao sợ quá, đừng bỏ lên nhà tao nghe, bỏ ngoài lộ đi. Rồi mới bỏ nằm ở đó. Khi mà mọi người kiểm tra này nọ thì mới thấy là cái người của nó là màu tím rồi. Bắt đầu mẹ của nó đó mới dạch cái hậu môn của nó ra, thì bà thấy giống như là cái hậu môn của nó nở ra, nó bự ra vậy đó nè, không biết sao nữa, giống như là nó bị tét ra vậy đó. Bà nhìn kỹ thì bà thấy ở trong đó nó có những cái sợi dây, mà cái này cũng chưa chắc là dây nữa, nó nhớt nhớt mà nó đóng nguyên một cục ở trong gì đó. Bà mới cầm bà lôi ra, bà lôi ra giống như là nó đóng, nó quấn ở trong cái ruột già của thằng này vậy đó. Bà kéo ra nè, bà càng kéo ra thì nó ra cái nước nhớt với lại cái máu trong người của nó đó, nó ra cả tuôn gì nè. Trời, ông thầy nói đó, nó quấn thằng nhỏ này, nó rủ thằng nhỏ này vô trong cái hang đó, nó kéo vô, mà nó kéo bằng cái cách nào? Nó lấy ba cái sợi dây dài của nó đó, nó đưa thẳng vô cái cửa hậu của thằng này nha, rồi nó kéo bằng cái đường đó. Lúc đó do là thấy cái ngực của nó vẫn còn ấm nha, người của nó cũng còn mềm, thôi thì giờ còn nước còn tát, xách nhỏ thử coi, xách bằng hai cái giò chổng ngược xuống coi coi nước có rớt ra hay không, làm bằng mọi cách con nhỏ tỉnh không. Ông thầy ông nói bây giờ con vịt hồi nãy mất tiêu rồi, kiếm cho tao một con vịt sim khác.
Đó thì ổng mới bỏ thử lên ngực của nó, coi coi may ra nó có sống lại hay không. Nhưng mà khi bỏ lên rồi á, cũng không có hề hấn gì hết. Ổng nói thôi, vô phương rồi bay đừng có cứu nữa, nhỏ tím ngắt rồi đâu còn sống được nữa đâu, đem về làm đám đi. Thôi bây giờ coi như là vô phương rồi đó, thằng nhỏ chết. Bởi vậy là ông thầy mới nói á, bay tranh thủ đưa thằng nhỏ về nhà ha, rồi mua cho tao cái hàng nhỏ nhỏ, bỏ nó vô cái hàng đi, ở nhà đợi tao, đừng có làm đám ma càng trống gì hết trơn á. Tao qua, tao đọc kinh, tao hộ niệm giùm cho nó, tao coi tới giờ tới ngày á thì mang đi chôn. Còn bây giờ nè, tao có chuyện gấp rồi, tao phải đi về bên nhà của tao. Ở ngay chỗ này á thì môi hết trơn mà cái đống mà đen thủi lùi đó, môi ra từ trong cái đít của nó, kéo ra hết rồi dồn lại đem về nhà đốt cho tao, nghe chưa? Lúc này ở đây là quýnh quán hết trơn rồi, hình như là ông thầy ổng có cái chuyện gì gấp lắm, ổng mới về nhà, chứ không thôi ổng cũng ở đây ổng giúp mọi người rồi. Ổng đi về bển, ổng mới hẹn đó là chừng nào xong á thì ổng mới qua bên cái nhà này. Còn riêng ở đây, những cái người này bắt đầu á là lau cái mình thằng nhỏ này cho nó khô, rồi bắt đầu là đem nhỏ đi về. Về nhà cũng mua cái hòm nhỏ nhỏ gì đó để sẵn ngay giữa nhà vậy đây nè. Giờ đó cũng tối hù tối mịt nửa đêm rồi, ông thầy ổng qua thì ổng thấy nhỏ nằm ngay tại cái bộ giạc chưa có bỏ vô hòm. Ổng nói bay coi lau mình cho sạch sẽ đi rồi bỏ nó vô hòm. Nghe tao dặn nè, khi bỏ nó vô hòm á thì bỏ nó nằm úp xuống nha, úp cái mặt nó xuống. Trước khi bỏ nó vô á là phải lót quần áo của nó, để thêm một cái ghế nhấc nồi á, cái ghế nhấc nồi mà đang bằng tre đó, để ngay cái mặt dưới của cái hòm á. Một hồi nữa khi mà để cái xác nó nằm xuống á thì cái mặt của nó sẽ úp xuống cái đồ nhấc nồi này. Nếu như ai ở miền Tây thì sẽ biết, thường á, hồi xưa khi mà mình sợ ma đó, mình sẽ treo những cái ghế nhấc nồi này nè, mình treo ngay tại ngoài cửa thì ma quỷ người ta sẽ sợ, người ta không dám vô. Ông thầy này ông cũng kỹ lắm, ổng về nhà ổng làm công chuyện của ổng, với lại ổng có đem qua những cái lá bùa của ổng. Lá bùa này không phải là bùa để dán trên cửa nha, toàn là lá bùa màu đỏ không à, kiểu màu đỏ đô, màu đỏ đậm thiệt đậm luôn. Ổng dán dưới đít hòm của nó một cái, dán trên đầu cái nắp hòm một cái, bốn cái bề của cái hòm gì nè, bề nào ổng cũng dán hết trơn luôn. Ổng nói cái thằng nhỏ này chết không phải bình thường, cho nên á khi mà chôn xong rồi cũng cần phải để ý nhiều lắm nha. Để ý là sao? Có nghĩa là khi mà nó chết xong, chôn xong rồi đó, coi nhỏ này về nhà nó có nói cái gì, nó cần cái gì á thì báo cho tao liền. Sau khi mà liệm nhỏ xong xuôi rồi, để cái hòm ngay ở đó thì ông thầy nói thôi, để đây một đêm đi, rồi tới sáng sớm bữa sau đi chôn. Bây giờ bay coi ở nhà đó, cái chỗ nào chôn được á thì đi đào cái hố trước đi. Ông thầy ổng ở đây ổng canh cái hòm. Thì đang ngồi canh vậy nè, ổng thấy nước á từ ở những cái khe hở của cái hòm á, nó cứ nhiễu xuống lợp đập vậy nè. Nó rớt xuống là ổng biết có chuyện rồi. Ổng nói bay mở cái nắp hòm ra cho tao đi. Khi mà mở cái nắp hòm á thì ổng biết làm sao, giống như là nước ở trong cái cơ thể của con nhỏ này á, nó rịn ra, nó chảy linh láng vậy nè, nó ướt luôn những cái bộ đồ của nó mà lót ở dưới cái xác của nó vậy đó. Bắt đầu á là ổng kêu á, xách cái xác ra đi, lau cho hết cái nước này, dắt cho ra hết cái nước này á thì mới bỏ vô liệm lợi, nghe chưa? Cái thằng này là tao thấy có chuyện rồi, chứ không phải bình thường đâu. Cái bữa đám ma đó bạn cũng chứng kiến, bạn nói trời ơi, dắt cái nước tới đâu đó hả, là nước nó tanh ối tới đó, ai cũng ối hết trơn. Ủa gì nè, nó tanh cực kỳ. Nhưng mà bây giờ không biết sao mà nước ở đâu nó rịn ra dữ vậy. Ở nhà thì cứ nghĩ chắc nhỏ nó chết nước, bởi vậy là nước ở trong lỗ tai, trong mũi của nó chảy ra thôi à, chứ đâu có cái gì, chảy ra hết thì thôi. Nhưng mà hỏi thì ông thầy không có chịu trả lời, ổng chỉ im mà. Ổng kêu sao thì làm vậy. Sau khi mà lau dọn xong cái hòm khô rang rồi đó, thì ổng nói lấy một cái khăn rồi thấm rượu trắng cho tao, lau một lần nữa ở dưới đít hòm ha, rồi lót cho tao một lớp muối, một lớp gạo lót ở dưới, tao dằn thêm một cái lá bùa lên nữa, rồi mới để những cái bộ đồ của nó hồi nãy đó, để nó lên y chang như cái lúc liệm mà lần đầu. Sau khi làm như vậy theo lời của ông thầy á thì nước nó không còn rịn ra nữa. Xong xuôi rồi thì nguyên cái đêm đó một nhà gì nè tụm lỡ lần trước, đâu có ai dám ngủ nghe gì đâu, sợ dữ lắm. Ông thầy cũng thức nữa, ông coi ông canh chừng cái hòm gì nè, ông cứ đọc cái gì trong miệng của ông á thì không có ai nghe được hết, không phải là gõ mõ tụng kinh gì đâu, cứ đọc hoài gì nè, chừng nào tới sáng á thì mang đi chôn. Tại vì trong cái lúc hồi nãy đó, mấy cái ông đàn ông đã ra ngoài phía sau á đào sẵn cái quyệt cho nó rồi. Tới tầm khoảng 2 giờ khuya thì ông thầy nói tụi bay canh làm sao, đúng 5:30 sáng là phải di quan nha, đem cái hòm ra khỏi cái nhà này,
rồi ra ngoài đó chôn. Tới khi mà ra ngoài chôn á, bưng cái hòm của con nhỏ này thôi á, thì thấy cái quyệt á, nước nó lỉnh bỉnh lên vậy nè, kiểu như là đào trúng cái mạch nước hay sao á, nước nó rịn 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 ra toàn nước sình không, kiểu như là nước nó pha với sình với đất cát đó. Bắt đầu là mấy ông này á hả, phải múc nước lên, chứ giờ đâu còn cách nào khác nữa đâu, tại vì đất cũng không có nhiều, chỉ có cái lũng này thôi hả, thì phải chôn ở đây, phải múc nước ra. Ông thầy ông nói tụi bay múc nước ra liền nha, mới kịp cái giờ chôn, chứ không thôi á là chưa xong cái chuyện này là tới cái chuyện khác nữa. Tát nước mấy ông hùng nhau lợi tát ra quá trời nè, do là nhiều người thì tát nó cũng mau. Tát xong rồi á, thấy ở dưới cái đáy vậy nè, thiệt ra là mình không nghĩ cái quyệt như vậy mà nó có thể rịn nước vô á, tại vì ở dưới đó đó đất nó cũng cứng lắm, không biết là có trúng cái mạch nước gì hay không nữa. Nói chung kiểu như là có ai mà cố tình đổ nước vô vậy đó, chứ không phải nước nó rịn tự dưới rịn lên. Tại vì chôn cái mã cho con nít mà, đâu phải là bự như người lớn đâu, bởi vì đào cái quyệt nó cũng lơ dữ lắm, chứ không phải là đào sâu xuống dưới. Thôi thì ông thầy ông nói bây giờ tụi bay kiếm cái bao ni lông á, lót ở dưới cho nó khô đi, rồi bắt đầu mình chôn sao. Nghe lời thầy, cũng kiếm một cái lớp bao ni lông, cái bao mà chuyên để quấn xác đó, thì lót một lớp thiệt dày đó, bắt đầu mới để cái hòm xuống. Sau khi mà chôn cất xong rồi, vô tới trong nhà thì ông thầy ông mới dặn á, mấy bữa tới tao không có ở đây, tao đi Long Xuyên, tao giúp cho người khác rồi ha. Bởi vậy nếu như mà vợ chồng bay ở nhà thấy có cái chuyện gì lạ lạ, hoặc là cái thằng nhỏ này nó có về nó nhát tụi bay á, thì nói với tao. Tại vì á, cái con quỷ con ma da ở ngoài sông á, nó còn hoành hành ở ngoài, tao còn chưa tính chuyện với nó nữa. Mà tại vì công chuyện tao nhiều quá đi, chừng nào mà hợp á thì tao mới có thể làm được. Cho nên tao dặn nè, vợ chồng bay mà có rửa rái có giặt vũ gì đó thì đừng có xuống dưới bến giặt, nghe chưa? Hạn chế đi, tuyệt đối cấm, tuyệt đối không được xuống đó. Rồi ba cái lưu, ba cái kiệu ngay phía sau hè nhà bay đây nè, xài xong rồi á thì đậy cái nắp lại cho tao. Thiệt ra đó, tao cũng tính cho tụi bay lá bùa bay dán trong nhà để rủi đâu có ma có quỷ gì đó nó vô nhà, nó vô không có được. Nhưng mà tao làm không có được là mày biết tại sao không? Tao biết thế nào vong của cái thằng con tụi bay nó cũng về đó, cho nên tao không có dán được cái bùa này. Tao mà dán được là nó không có về được ha. Dù sao đó cũng là con tụi bay, nếu mà nó có về nó nói cái gì á thì báo liền cho tao biết, nghe chưa? Không phải là tao xen vô chuyện nhà của tụi bay, mà tại vì nó có liên quan tới cái con quỷ ở ngoài kia, tao sợ ở đây á rồi nó hại người này người kia là báo nữa. Nói vậy thì hai vợ chồng chỉ biết dạ dạ thôi, chứ đâu biết làm gì. Trước khi mà ông thầy đi về á, ông mới sực nhớ lại, ông hỏi: Ê, cái bữa mà đem cái xác của con nhỏ từ ngoài nhà của con Năm về đây nè, tao kêu tụi bay á rút cái đống bùa nhùi ở trong cái đít của con nhỏ ra đó, tao kêu tụi bay đem về rồi đốt đi. Tụi bay bỏ đâu rồi, có đốt chưa? Tới lúc này thì hai vợ chồng mới chân hửng nó: Ủa, có kêu con hả thầy? Đâu có nhớ đâu, giờ đó lu bu quá trời, đưa xác nhỏ về á, cái lúc mà đem về nó còn lòng thòng thòng sao đít nó gì nè. Bởi vậy là khi đem cái xác nó về nhà rồi cũng rút ra, nhưng mà rút ra xong bỏ ngoài sàn nước á cũng không có nhớ nữa, do là tùm lum hết ra. Trời ơi, ra kiếm liền cho tao coi. Một ngày một đêm rồi còn gì nữa, đi ra ngoài sàn nước thì thấy cái đống bùi nhùi mà đen thùi lùi dài dài đó nó mất tiêu rồi, không biết là ai lấy. Phải chi mà có ai lấy á, lúc mà đám ma lu bu đó người ta sẽ hỏi: Ê, vợ chồng bay, cái này là cái gì? Dục được không? Cái gì thấy ghê vậy? Thì người ta sẽ hỏi đúng không? Mà đâu có ai hỏi, có nghĩa là cái này hình như nó đã mất tiêu rồi. Ông nói: Chết mẹ tụi bay rồi, cái này mà nó mất là nó nguy hiểm dữ lắm nghe. Tại vì cái đồ này á là cái đồ của cái con quỷ đó, nó chuyên dùng để mà nó kéo cái xác của người ta. Mà tao thấy con này á, không phải nó ăn hồn không đâu, mà nó còn ăn luôn cái xác nữa, nó mới mạnh được như vậy. Dặn tụi bay rồi đó nghe, mà tại sao làm mất cái này vậy chứ? Mất là tụi bay biết sao không? Có thể á, nó trồi lên trên này nè, nó lấy nó mang gì dưới rồi đó. Thiệt tình chứ tao cũng biết sao, nhưng mà bây giờ tao có chuyện gấp rồi. Ở nhà nghe lời tao dặn nghe chưa? Nhớ nè, không có được đi xuống sông nghe chưa? Thiệt chứ hai chồng bay tao dặn riết rồi như con nít vậy đó. Rồi ông nói xong cũng đi về. Cái lúc mà ông thầy ông nói chuyện á là bữa sáng, tại vì mới có chôn cất xong mà. Ông đi về xong rồi á thì bắt đầu ở nhà mới dọn dẹp lại nè, làm cái bàn thờ, để trái cây đồ lên. Khi mà cái bà mẹ nè bà để trái cây á, thì bà thấy là cái bàn thờ này nó rịn nước ra nữa, nó ướt nhẹp ở dưới cái chân của bốn góc bàn thờ vậy nè. Thường á, những cái tủ của mình ngày xưa ở miền Tây á, để mà tránh mối mọt ăn á, người ta sẽ để nó ở trong những cái tô bằng sành bằng sứ vậy nè, cho đừng có những cái con đó nó vô. Chị mà không biết làm sao, bà nhìn xuống những cái tô nhỏ nhỏ đó, bà thấy nước ở trong bốn cái tô này nè,
nó nhiều 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 lên, nó dâng 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 cái nó tràn ra. Giống như có ai cố tình mà chế nước vô vậy đó. Ai ở miền Tây thì sẽ biết được cái cảnh này ha. Những cái tô ở dưới bốn cái góc của ba cái tủ đó. Bà nói trời ơi trời, sao kỳ vậy trời, tao kỳ vậy. Kêu ông chồng vô. Khi mà ông chồng vô thì ông chồng cũng thấy nữa. Hai vợ chồng mới sợ quá trời đi. Bởi vậy mới là xách xe chạy qua nhà ông thầy. Nhưng khi tới đó đó thì ông thầy ông đi mất tiêu rồi. Ông đâu có ở nhà. Thôi thì bây giờ về nhà đó, lau ba cái nước này đi, canh chừng thử coi đêm nay có thấy cái gì không, chứ đâu có dám ngủ nghe cái gì nữa. Nguyên một đêm vợ chồng cứ nằm thao thức nhìn hoài lên cái bàn thờ của con nhỏ vậy đây nè. Lúc này thì ở dưới cái chân bàn thờ đó, nước nó không có rịn ra nữa nhưng mà nó cũng ẩm ẩm ướt ướt, nó ướt hoài ở dưới đó hà. Nhìn mà sợ dữ lắm, nhưng mà không lẽ nhà mình giờ mình đi đâu. Canh tới nửa đêm thì cũng mòn mỏi quá, ai cũng chợp mắt chút vậy nè. Cái bà vợ á, bà ngủ được chút cái bắt đầu bà mở mắt ra. Bà không thấy ông chồng bà đâu hết trơn á. Thì bà thấy là cái người nằm kế bên bà đang đắp cái mền. Mà kiểu giống như là một cái gói ôm nhỏ nhỏ mà trùm cái mền lên vậy đó. Theo quán tính bà mới dở cái mền ra. Trời đất ơi, bà dở cái mền ra thì bà thấy nguyên một cái khung xương người vậy nè. Mà không phải bộ xương trắng hú nha. Nó vừa có xương mà nó vừa có thịt, nó dính dính với nhau vậy đó. Giống như là cái người mà chết ở dưới sông khoảng tháng trời cá nó rỉa đó. Riêng cái đầu á thì nó phình ra. Còn cái đầu ha, ở dưới cơ thể thì nó còn chút thịt, chút xương vậy đó. Bà nhìn là bà biết cái này là cái đầu của thằng Thiện con mình chứ ai. Mặc dù là con ruột nhưng bà cũng sợ muốn chết đi. Bà nói y chang như là cái người mới vừa kéo dưới sông lên vậy đó. Cái mặt nó trương phình lên vậy nè. Mà nó quay qua nó nhìn bà. Nó nhìn một con mắt nó tròn lên vậy nè. Nó đâu có nói gì được. Giống như là nó muốn mở cái miệng ra, nó nói chuyện với bà. Mà nó nói không có được. Trời ơi bà sợ quá trời đi. Bà la làng không. Bà lết xuống dưới cái bộ ngựa vậy nè. Bà rớt xuống đất. Bà bà kêu ổng. Thì ổng mới chạy vô. Ổng nói cái gì vậy? Cái gì vậy? Đang ngủ gặp gì vậy? Bà chưa kịp kể là gì hết á. Thì bà hỏi là làm gì đang ở trong này nè. Mà đi ra ngoài sàn nước chi vậy? Khi đó nhìn lên cái bộ ngựa là mất tiêu rồi nha. Cái mền vẫn còn y chang vậy. Mà không thấy thằng nhỏ đâu hết. Ổng mới nói trời đất ơi, đang nằm mắt đái. Mà khi mà tôi đi ra ngay phía sau đây nha, tôi nghe cái gì đó mà cái tiếng ụ ụ ụ, giống như hả là có ai mà ở dưới nước bị ngợp nước nó kêu vậy đó. Tôi thấy lạ quá đi tôi mới nghe. Tôi lắng tôi nghe thử coi cái gì nó kêu. Thì khi mà tôi nghe đó, tôi đi tới cái lu nước của nhà mình đây nè. Tôi nghe trong đó. Tôi dở cái nắp lu nước ra thì không thấy cái gì hết. Đang dở ra coi làm gì la làng trong này vậy. Bà mới kể. Bà nói trời ơi trời, hồi nãy giờ nhỏ nó về nó nhát tôi. Mà tôi thấy sao mà cái người của nó còn có cái bộ xương không hà. Cái mặt á thì nó phình ra nhìn tôi ớn quá trời ớn, tôi sợ quá ông ơi. Ông nói chắc nhỏ nó mới chết nên linh nó về nó nhát vậy thôi. Ai cũng vậy mà. Hồi sống á thì khác, chết thì phải khác chứ. Thôi ráng chịu đi, dù sao nó cũng là con của mình. Không lẽ nó về nó làm gì mình sao. Rồi cái bà với ông cũng thôi kệ đi. Thôi kệ chắc cũng nó về nó nhát vậy thôi chứ không sao. Vợ chồng mới leo lên cái bộ dáng ngựa lần nữa. Ông mới vô trong cái chỗ ngủ của ổng á. Thì ổng nói ủa sao cái mờ nước nhẹ vậy. Cái mờ nước nhẹ bà. Nó ướt giống như là mình ngâm với nước xong mình đem mình dắt cái nước ra vậy đó. Ổng đắp ổng lạnh quá trời. Ổng tung ổng bỏ cái mờ luôn. Ổng nói trời trời lẽ nhỏ con mình linh dữ vậy trời. Có khi nào do là chết nước á. Rồi cứ hễ mỗi lần nó hiện về là nó ướt nhẹp không. Sao kỳ cục dữ vậy. Thôi thì ổng bả ngồi luôn. Không có dám nằm nữa. Khi mà ngồi á, nhìn ra cái hướng mà hồi nãy ông chồng của bà ông đi từ nhà sau lên á, thì bà mới nhìn thấy là nước á nguyên một quệt nó dài vậy nè. Nó dài nó kéo từ cái giường của bà nó kéo ra sau hè luôn. Ổng với bà đâu có dám đi coi nữa. Hai vợ chồng mà ngồi bó gối đó hoài vậy nè. Đợi tới 5 giờ sáng thì mới dám đi ra cửa sau. Tới khi đi ra ngoài á thì cái dấu chân này nè nó cũng khô khô từ từ rồi. Thì ổng với bà mới mở cái lu nước tính là múc nước súc miệng. Múc ra cái gào mên vậy nè. Thì cái nước nó đục ngầu, đâu có thể nào súc miệng được đâu. Trong khi nước á là nước lóng phèn rồi nha. Mà coi là cái lu nước á thì cái lu nước nó bị giật đi một nửa. Nó còn có nửa cái lu à. Trong khi trước đó đó, cái ngày mà đám ma là bơm đầy lu nước rồi. Vậy thì nước ở đâu mà nó giật? Chỉ có thể là cái gì mà nhảy vô nó tràn nước ra thôi. Hai vợ chồng bây giờ sợ dữ lắm luôn rồi. Đâu biết phải làm sao. Chắc chắn là phải đi kiếm thầy rồi. Không thể nào để hoài vậy được. Mà trong khi đó đó, cái ông thầy kia ổng đi Long Xuyên rồi, ổng đâu có ở nhà. Bởi vậy là hỏi ông chồng, hỏi bên phía nhà của ổng đó, bên mấy anh chị em của ổng coi có ai biết thầy nào hay hay không. Hỏi người ta cũng chỉ tới một cái ông thầy nào đó mà cũng chạy hơi xa đó.
nhờ ông tới cái nhà này ông coi. Ông đứng vòng vòng bắt đầu đi ra ngoài sàn nước á. Thì ông nói tao thấy cái nhà này có hai con quỷ nha. Một con á thì nó ở dưới sông, một con nó ở trên bờ. Cái con ở dưới sông bây giờ nó không có lên nữa, chỉ còn cái con trên bờ thôi. Cái con trên bờ này ngày nào nó cũng vô nhà của tụi bay hết trơn á. Bây giờ nếu như mà tụi bay muốn ếm nó, không cho nó vô nhà nữa, tao cũng có cách tao làm nữa. Muốn không? Hai vợ chồng nghe vậy thì cũng thắc mắc dữ lắm. Không biết cái dông dưới nước là ai, mà cái dông trên bờ là ai. Đâu có nghĩ tới thằng con của mình đâu. Tại vì cứ nghĩ là có thể là ma quỷ gì đó. Nó nhân cái cơ hội mà nhà mình mới có người chết nè, nó trà trộn vô nhà mình, nó nhát mình. Chứ con mình chôn cất đàng hoàng, ngày nào cũng cúng kiến hết trơn, về nhát là nhát làm sao. Hỏi ông thầy thì ông thầy chỉ nói vậy thôi. Ông nói tao thấy có hai cái dòng quỷ, một con dưới nước, con trên bờ. Nếu mà bay muốn hỏng cho nó vô nhà nữa thì tao làm cho nó không vô nhà được luôn. Tao bắt luôn cái hồn của nó. Tại vì tao thấy là cái con quỷ trên bờ á, nó yếu chứ nó không có mạnh, tao làm được. Hai vợ chồng này thì cũng tin ông thầy luôn, đâu có nghĩ gì sâu xa. Thì nhà mình có ma có quỷ sợ sệt á thì cứ làm luôn đi, cho nó đừng vô nhà nữa là được. Ông ấy nói á, thôi bây giờ đợi tao, kiếm cho tao một cái thau máu chó mực đi. Nếu mà tụi bay muốn mạnh nữa đó thì tụi bay trộn cho tao thêm máu của cái con gà trống á ha, trộn vô ráng để cho nó đừng có đặt lại đó. Thì đợi tao, tối nay tao qua tao ngủ chung với vợ chồng tụi bay một đêm. Tới tầm khoảng 9 giờ tối ổng qua. Thì khi ổng qua đó, ổng không có đem theo cái gì hết, ổng chỉ cần có cái thau máu đó vậy thôi, cũng không có bùa, không có phép gì hết trơn á nha. Ổng mới dặn vậy nè: tối nay khi mà hai vợ chồng của tụi bay lên cái bộ dáng ngựa nằm á, mở cái cửa sau ra cho tao ha. Có cái lá bùa nào trên cái cửa kìa, tụi bay gỡ xuống, gỡ xuống đi, để cho nó vô nhà tao mới dụ được nó. Nắp lu nắp kiệu gì đó thì mở ra, tại vì tao thấy con quỷ này là con quỷ nước, nó khoái nước dữ lắm. Tao thấy chỗ nào có nước á là nó vô nó ngự ở trong đó hả. Mở nắp lu ra hết nha. Rồi còn cái thau máu này nè, tụi bay để dưới cái đích giường của tụi bay đi, để dưới đất á, để đó, còn lại để tao làm. Hai vợ chồng bay cứ tới giờ lên giường nằm cho tao, ngủ cũng được mà không ngủ cũng được, không sao hết. Giờ đó cũng 11 giờ mấy rồi, thì hai vợ chồng mới lên giường. Ổng cũng nằm cái bộ giạc kế bên vậy nè, tại vì ở nhà trước nó có tới hai cái bộ giạc lận, cái để cho khách ngồi, cái để cho hai vợ chồng ngủ. Nhà đang có ông thầy, làm sao mà ngủ được. Hai vợ chồng cũng nằm trăn trở qua lại vậy đấy nè. Một hồi á thì mới nghe nữa, ông chồng ổng nghe cái tiếng ù ù ù, giống như là cái tiếng mà ai đang ở dưới nước mình thở cái hơi ra ba cái bong bóng oxy á, nó bể ra vậy đó. Ổng nghe nhưng bả không có nghe đó. Còn bả đó thì bả nghe cái tiếng lết, nó còn làm lết sệt, nó lết từ nhà sau, nó lết vô vậy nè, mà đâu có dám ngồi dậy coi đâu. Bà nói lúc đó bà nằm im, bà chịu trận luôn. Bà biết có ông thầy trong nhà nhưng bà vẫn sợ nha. Bà cảm giác giống như là nó lết gần tới chỗ của hai vợ chồng nằm vậy đó. Đúng thiệt, nó lết làm sao mà nó lết lên tới cái giường của hai vợ chồng luôn. Một cái cục đen xì lì à, nó nhớt nhợt vậy đó, nó lết lên cái chiếu á. Cái chiếu của mình nó mỏng mà, nó làm lẹt xẹt vậy nè. Bởi vậy là cái chiếu của hai vợ chồng á, nó nhăn lại là biết có người chuẩn bị trèo lên cái chỗ của mình nằm rồi. Cứng người hết trơn mà. Nhưng bà cảm nhận nó vừa lên tới ngang chỗ cái giò của bà thôi, nó đụng cái giò của bà luôn. Bà rút cái giò lại thì giống như là có cái năng lực gì á, kéo nó xuống dưới cái chân giường. Nó rớt dưới đó, nó không có trồi lên tiếp nữa. Nó rớt làm sao mà nó rớt xuống cái thau máu nó chuẩn bị hồi nãy á, làm cái bẩm với nó vậy nè. Thì ông thèm đứng dậy liền. Ông đứng dậy, ông nhìn vô cái thau, ông lấy hai ngón tay của ông chỉ xuống thôi là cái thau máu nó cháy lên, nó cháy mà cái lửa xanh lè vậy đó. Rồi ông mới cầm cái thau máu này, ổng mới đem ra sau hè, ổng hất đại ngoài sau hè luôn. Ổng nói xong rồi đó, giờ nó không có vô nhà tụi bay được nữa đâu. Còn cái chuyện mà tao có thu được nó hay không á là tao chưa có thu được nha. Tại vì có tới hai con quỷ lận, một cái con quỷ nó còn dưới sông á, nó chưa có lên đây. Cái con quỷ này tao chỉ làm cho nó yếu đi, tao có thu được con quỷ nhỏ ha, tao giữ đó đó, tao sẽ thả nó về ngoài sông. Tại vì con quỷ nhỏ này á, tao thấy là nó không có hại, chỉ có cái con quỷ ở ngoài sông á, cái con quỷ đó mới đi hại người thôi. Mà cái con quỷ đó phải cần có cái người cao tay hơn người ta mới trị được nó, chứ tao chưa có khả năng này. Nói chung tao chỉ làm được cho cái nhà này không có cái con ma nào vô được trong cái giai đoạn này thôi. Coi như cái đêm đó xong, qua tới sáng bữa sau thì ông thầy cũng đi về. Còn cái chuyện tiền bạc thì mình không có rành nha. Khi mà ông về xong tới vài bữa sau thì cái bà này nè, bà không có còn thấy thằng con bà về nữa, cũng không có thấy cái dấu hiệu gì lạ luôn. Bắt đầu là tới bạn, là cái bạn kể câu chuyện này nè.
cái bữa đó bạn đang ngủ, thì cái vía của bạn á, bạn mới thấy gì nè. Bạn đi ra tại một cái gốc cây sơ ri á. Cái cây này á là cái cây hồi đó thằng Thiện nó trồng luôn. Kiểu như là hồi lúc mà còn nhỏ đó, nó lụm ở đâu ra không biết nữa, cái nó trồng cái này nè. Bây giờ cây sơ ri cũng hơi lớn lớn rồi. Thì bạn mới thấy là bạn đi lại gốc cây đó, bạn thấy có một cái người nằm mà quấn cái tấm vải trắng lại. Bạn đứng đó, bạn gỡ tấm vải trắng ra thì bạn thấy là chỉ có cái đầu của thằng Thiện với cái bộ xương của nó thôi. Nó mới nhìn nó nói bạn gì nè. Em sợ quá anh Nghĩa ơi. Em lạnh quá bây giờ. Em mất xác rồi anh Nghĩa ơi. Nó ăn em phân nữa rồi. Anh Nghĩa và anh Nghĩa nói với mẹ em được không? Em không có về nhà được nữa. Đêm nay nữa là em đi mất tiêu rồi anh Nghĩa ơi. Người ta bắt em đi rồi. Nó vừa nói xong là bạn thấy cái phần dưới của nó đó mất tiêu. Chỉ còn được có cái bộ xương ở từ cái bụng trở lên thôi hà. Rồi cái thôi, bạn chỉ thấy gì thôi hà. Qua tới sáng bữa sau á, thì bạn mới chạy qua nhà của bà Chính kế bên, bạn mới kể cho bà Chính nghe. Bạn nói bà Chính ơi, bữa tối đó con nằm chiêm bao, con thấy thằng Thiện nó dễ nói với con vậy đó bà Chính. Không biết là nó có đang bị cái gì không nữa. Giờ có nên qua đó nói với cha mẹ của nó không? Bà Chính bà nói, thôi từ từ, đợi tao đi. Tại vì bữa nay á, tao đi với con The, tao dẫn nó đi gọi hồn ba của nó về. Thử coi, nếu như mà được á, tao gọi hồn của Thiện về thử coi nó có nói gì không. Hên sao bữa đó bà đi gọi hồn, thì bà đang coi giùm cho cái cô The gì nè. Tại vì cô The cũng đang gọi hồn ba của ổ về. Cái người thầy đang ngồi đối diện gì đó, đang nói chuyện bình thường gì nè. Thì không biết từ hồi nào, cái người thầy nó mới quay của bà Chính á, kêu, bà Chính ơi bà Chính, con Thiện rồi bà Chính. Bà Chính ơi, bà Chính cứu con đi bà Chính. Nó nói với bà Chính vậy đó. Bà Chính mới hỏi, ê, mày hả Thiện, có thiệt là mày không? Nếu mà là mày á, thì mày nói cho tao biết tại sao mày chết đi. Tại vì bà cũng bán tính bán nghi, rủi đâu à, cái ông thầy này, ổng nghe lén mình, ổng giả bộ ổng ăn tiền mình là sao? Đó, thì tự nhiên nó mới khóc. Ông thầy ổng khóc luôn nha. Ổng mới nói vậy nè, nước, thở không được, nước. Kiểu như là người âm người ta khó nói á, là bảo biết rồi. Tại Thiện này nó chết nước. Cái bà Chính bà hỏi bây giờ á, con chết mà con có oan khuất gì hay không? Con kể cho bà Chính nghe đi. Rồi được á, tao về tao nói với ba má mày, cho vợ chồng nó cúng chứ đâu có để mày vậy được. Tao nghe tụi nó kể, nó thấy mày nhiều lắm rồi, có cái gì hả con? Nó mới nói á, bà Chính ơi, con đâu có tới số đâu bà Chính. Con chết con gánh giùm cho mẹ con đó bà Chính. Cái bữa đó mẹ con bị giấu ở trong rừng ở trong á, lẽ ra là mẹ con chết rồi. Nhưng mà khi á, cái con quỷ hai đầu nó kéo mẹ con xuống á, nó kéo làm sao mà rớt cái quần thể dục của con ra. Tại vì bữa đó mẹ con á, bà đi ra bà bắt ốc á, là bà có trồng thêm cái quần thể dục của con vô nữa. Nó kéo làm sao mà xuất cái quần thể dục của con ra đi. Rồi cái nó mới hỏi á, vậy chứ mày có khai tên thằng con của mày ra không? Nó bắt mẹ con khai tên con ra. Mẹ con bà sợ quá, bà đọc tên của con ra luôn. Khi bà đọc tên con ra đó, thì cái con này nè, nó biến mất tiêu. Nó không còn ở chỗ đó nữa. Với lại nó cũng sợ, tại vì mẹ con á, có đeo cái cọng dây có hình ông Phật Di Lặc, cho nên là nó sợ, nó không dám làm gì bả hết. Nhưng mà nó rút đi cái quần thể dục của con đi mất tiêu rồi. Nó có được cái quần của con á, cho nên là nó có được cái hơi đó đó. Nó về nó bắt con đi. Mẹ con cũng khai tên tuổi con ra luôn. Nhưng mà mẹ của con bả đâu có dám nói với ai đâu. Con cũng đâu có biết cái chuyện này. Khi mà con chết rồi á, con mới biết được. Con hận mẹ con dữ lắm, tại bả mà con chết đó. Rồi bây giờ á, con về con kêu bả, mà bả nhờ ông nội nào á, trấn con lại luôn rồi, không cho con vô. Ổng biết con yếu á, ổng thu con. Nhưng mà hên á, con tọt con này được. Nhưng mà con cũng không có về nhà được nữa rồi. Mà bây giờ á, đau đớn lắm bà Chính ơi. Nó về nó kéo luôn cái xác của con rồi bà Chính. Bà Chính đi kiếm giùm đi bà Chính ơi, con không biết con ở chỗ nào nữa. Bây giờ bà Chính nhờ ông thầy hai á, đi kiếm giùm cái thân xác của con được không? Giờ nó trôi dạt ở đâu con cũng không biết nữa. Con biết là con mất xác đó, nhưng mà con không biết ở chỗ nào, con không kiếm được. Trời đất ơi, vậy đó hả bay? Rồi tại sao mà cái bữa đó mày chết vậy? Tại sao mà mày nhảy xuống sông chi? Cái xác của ông thầy mới nói á, cái bữa đó là con đâu có muốn đâu. Con đang ngồi trên này con chơi với mấy đứa kia, thì con thấy là cái con hai đầu đó, cái con mà con nằm chiêm bao, con thấy con kể cho mẹ con nghe đó, nó dưới sông nó trồi lên, nó rủ con đi xuống. Con không làm gì được hết, rồi con đi theo nó luôn. Lúc mà con xuống á, thì con mới định là thôi bây giờ, trước sau gì nó cũng kéo con rồi, con không muốn chết. Con mới lấy cái hộp vàng á, cái hộp vàng không của bà Chính để ở sau nhà, con mới thảy xuống sông.
con mới định đó là cho nó rớt xuống sông đi. Rồi cái con rủ thằng Nhân á, cho nó nhảy xuống đó với con. Rồi con đạp Nhân xuống, cho con trồi lên, để cho thằng Nhân nó đi thay con. Con không muốn chết. Cái đó cũng là cái tội của con nữa, con cũng ác. Khi mà cái hộp vàng nó rớt xuống rồi, con mới nói Nhân ơi, mà nhảy xuống mà lụm hộp vàng với tao đi Nhân. Thằng Nhân nó cũng nhảy xuống luôn. Thì khi mà xuống á, con có đè đầu Nhân xuống. Con tính là ghìm thằng Nhân. Nhưng mà khi đó con thấy cái con quỷ hai đầu á, nó bơi gần tới chỗ của con rồi. Nó nguyên một quần vậy nè. Rồi con thấy là ba cái cọng dây gì của nó trong người của nó đó, nó quấn như người của con, chứ nó không có quấn vô người của thằng Nhân. Không biết sao nữa. Bởi vậy là con cố tình con đạp Nhân, con đạp không được, tại vì con đang bị quấn lại rồi. Rồi ba cái sợi dây đó, nó thọt làm sao nó đâm vô cái hậu môn của con gì nè. Nó xuyên sâu vô cái bụng của con, là con đau lắm. Con xuống đó với nó luôn, nó ghim con ở dưới cái đống sình á. Hên là nhờ có ông hai thấy con, chứ không thôi là không ai kiếm con ra được đâu. Nó nhét con xuống tuốt ở dưới cái đống sình ở dưới. Bà Chính chỉ có nước kêu thầy hai mới giúp được con thôi, chứ không ai giúp được con hết trơn á. Nếu như mà con không chết á, thì người khác ta cũng chết à. Tại vì cái con đó bây giờ á, nó tuốt ở trong cái rừng ngập mặn ở trong á, mà nó đi ra tới ngoài này luôn rồi. Ông nói tới đó là ông ngã cái người ra, coi như là suốt ra luôn rồi. Không biết là có ai kêu nó, mà không hiểu tại sao nó về cái xác của ông thầy này nữa. Quá là trùng hợp luôn. Coi xong, bà Chính bà mới qua, bà nói chuyện với mẹ của thằng Thiện. Bà nói, ê, hồi nãy thằng con mà nhập xác vô cái ông thầy á, tại tao đang đi coi bói. Nó nhập vô thiệt ra tao không có tin, nhưng mà nó kể đúng danh sách luôn mày ơi. Là con của mày chứ ai. Tao hỏi mày nè, mấy bữa nay mày ngủ mà mày có thấy nó về không? Nó kể tao nghe hết rồi. Nó kể tao nghe cái lúc mà mày bị cái con quỷ nó kéo mày xuống á, mày bị tụt cái quần của mày ra đúng không? Mày chỉ còn cái quần nhỏ mẹ trong thôi. Rồi mày khai tên con mày ra đúng không? Tới khi đó thì cái bà này bà mới nói thiệt. Bà nói, ừ đúng rồi dì Chính, tại vì cái bữa đó con cũng sợ quá dì Chính ơi. Nó kéo làm sao mà nó xước cái quần ra, con cũng không biết nữa. Thì cái quần á, nó bị rút xuống tuốt với sình luôn, con không kéo lên được. Lúc đó nó hỏi con, nó hỏi mày khai tên của cái thằng này ra. Cái thằng con mày á, con sợ quá trời con đọc tên luôn, chứ con cũng đâu có muốn vậy đâu bà Chính. Bởi vậy con về con biết á, con để cái thằng con của con ở nhà, con đâu có cho nó đi tắm sông đâu. Đi đâu con cũng coi nó chằn chằn vậy nè, chứ con đâu có dám bỏ nó. Tại vì con cũng mê bài quá, con cũng thấy có lỗi nữa, giờ con không biết làm sao. Rồi con cũng đâu có dám nói với ông thầy hai đâu, rủi ông biết rồi ông chửi con chết nữa. Mấy bữa nay con ngủ ở nhà nó cũng về. Rồi các con thấy vậy á, con mới nhờ thầy. Con tính là nhờ thầy để mà trấn những cái lá bùa lại, đừng có cho ma quỷ vô phá thôi. Con nghĩ là ma là quỷ chứ không phải là nó đâu. Nhưng mà ông thầy ông cũng trấn lại rồi. Trấn sao đó mà con không thấy ai về trong nhà con nữa. Con tưởng đâu im xuôi rồi Chính, chứ đâu có biết cái chuyện này đâu Chính. Bà nói, trời ơi, tao thấy cái chuyện này là không im còn nghe bay. Cái chuyện này đó có thể là cái con quỷ kia, nó bắt thằng con bay xuống dưới rồi, là con bay chưa có được yên ổn nữa đó. Bây giờ bay đợi ông thầy hai về đi, rồi nói thẳng nói thiệt mọi sự việc cho ông nghe ông mới nắm được. Chứ ông chỉ biết sơ sơ, ông nghĩ ừ thằng nhỏ này chắc là nhỏ này rớt xuống sông mà chết là bình thường thôi, ta đâu có xử lý giùm bay được. Lúc này là cái bà mẹ bà vừa sợ mà vừa quản gì nè, cũng thấy có lỗi nữa, nhưng trong cái tình cảnh đó thì không biết phải làm sao. Thôi bây giờ tranh thủ qua nhà ông thầy hai kiếm thử coi ông về chưa. Mới chạy được nửa đường à, thì thấy là ông xách xe ông chạy qua đây, chắc là cũng có chuyện gì gấp lắm. Thôi gặp ổng thì ổng qua đây luôn rồi. Thì khi đó mới thấy là ổng cầm một cái tô nước gì nè, không biết là cái nước gì. Chưa kịp hỏi á, ổng nói bây giờ tụi bay làm cho tao một cái mâm đồ cúng lẹ lên đi, để lên bàn thờ của con nhỏ, mang ra cái mã của nó tao cúng cho. Rồi chưa xong đâu nha, còn nhiều chuyện dữ lắm. Ổng ngồi trong nhà ổng đợi, chỉ cần nấu cho ổng ba cái chén cơm, đem ra ngoài cái mã của con nhỏ để ngoài đó cho tao. Khi mà ổng kéo mọi người ra ngoài thì mới tá quả phát hiện ra là ở dưới cái mã của con nhỏ này nè, nó có một cái lỗ giống như là có ai đã đào ra vậy đó. Mà cái mã này dạng giống như là mã xi măng, tuy nhiên ở dưới cái phần dưới á, nó vẫn còn đất ở dưới, chỉ là chụp cái phần xi măng lên thôi. Cái dấu đào này không phải là cái dấu của cái len đào, nó đào kiểu gì ngộ lắm. Có nghĩa là đất á, nó lôi cho lởm chởm ra vậy nè. Mọi người hình dung giống như là ở dưới cái huyệt này nè, nó có một cái con quái vật hay là một cái con rắn gì đó, nó chui ra, nó đâm thẳng tự dưới đâm lên, chứ không phải có cái dấu hiệu của con người cố tình đào ra nha, nó hủng lỗ vậy đó. Ra tới đó thì ông thầy hai mới nói, tao biết hết trơn rồi. Hồi tối nhỏ con của bây giờ nó nói tao hết, tao không biết bằng cách nào mà nó có thể kiếm tao được nữa, hay thiệt chứ. Nó về nó nói bây giờ nó mất xác rồi.
không còn cái xác của nó trong cái mã nữa. Nó bị cái con quỷ hai đầu ở dưới sông á, kéo cái xác của nó đi luôn rồi. Bay biết tại ai không? Tại hai vợ chồng của bay đó. Con của bay nó về, tao đã dặn rồi, tao nói nếu mà nó có về á thì báo tao liền, ráng chịu trận đi. Không lẽ con bay nó hại bay? Vậy mà bay dám bay nhờ thầy về. Bay trục nó ra ngoài. Ông bắt nó, ông nhúng vô cái thau chó mực vậy đó, sao nó dám vô nhà được nữa? Ông trấn lại ngay cửa rồi kìa. Nó không vô nhà được, bởi nó bơ vơ ngoài cái mã của nó đó. Rồi cái con quỷ ngoài sông á, đêm nào nó cũng lên ngay tại cái sàn nước của bay hết trơn á. Nó canh làm sao mà nó rút luôn cái xác ở dưới cái quyệt này nè. Nó rút xuống đó, nó ăn luôn cái xác của người ta. Phải chỉ đây là người lớn á, bay chôn cái mã kiên cố thì nó khó làm nha. Chứ cái này là mã con nít, cái thằng này nó còn nhỏ tuổi nữa, bởi vậy là cái khả năng của nó chưa có được nhiều, lấy trong tầm tay hả. Phải chi bay ráng bay đợi tao, bay để cho nhỏ con của bay nó còn tới lui trong nhà thì ông bà còn coi sóc nó được, chứ nó ở ngoài á, dòng ma dòng quỷ ăn hiếp nó không có làm gì được hết trơn á. Kéo cái xác của nó đi là cái chuyện giỡn chơi thôi, nó không có dám làm gì được đâu. Bởi vì tao nói thẳng luôn á, vợ chồng bay tiếp tay cho cái ông đó để mà cho con bay bây giờ mất xác rồi. Bay không tin, bay đào lên thử coi. Đúng thiệt, tới khi mà đào cái mã nhỏ lên rồi hả, thì cái nắp hòm á, nó rớt ra nằm kế bên vậy đây nè. Cái xác thì mất tiêu, mà giống như là nó phân hủy một cách nào đó, nó phân hủy nhanh dữ lắm luôn kìa. Nó còn rụng lại dài cái lóng xương trắng trắng thôi, chứ còn lại tổng thể cái xác bự là nó mất rồi. Cảm giác giống như là nó cố tình lôi ra từ cái lỗ đó vậy đó. Ông thầy ông nói bây giờ làm liền nha, tao biết bữa nay có chuyện nè, thành ra tao chuẩn bị đồ tao làm liền trong bữa nay luôn. Vợ chồng của bay đi kiếm cho tao một cái cặp dịch sim, một cái đầu con heo, đầu heo sống nghe chưa, rồi những cái bộ đồ bằng giấy thế mạng nè, với lại cái con hình nhân á là tao chuẩn bị, tao làm sẵn hết trơn rồi ha. Trà rượu bánh mứt trái cây gì đó là mua đem để cho tao đi, rồi tao ra tao làm liền. Với lại nè, đi ra một cái tiệm bán vải á, mua cho tao hai cái sấp vải trắng đi, càng dài càng tốt. Ông thầy ông nói á, thường làm những cái pháp sự khác á thì tao cần phải làm đúng ngày, đúng giờ. Chứ còn riêng cái chuyện người ta thấy tội nhỏ quá trời đi, tao chịu không nổi. Thôi tao làm sớm. Tao cũng nôn dữ lắm. Tao nôn nếu mà tao được trị con này nè. Nếu mà tao không trị nó đó ha, là có nhiều người chết dưới tay của nó nữa. Nói như vậy chứ giờ đó chuẩn bị đồ xong cũng chiều á. Tại vì đâu phải kiếm là nhanh. Không lẽ giờ ra mà chợ kiếm cái đầu heo là có liền hả? Phải qua tới bên lò đó, năn nỉ người ta mới có cái giờ đó. Mua ba cái đồ này là phải mua hồi sáng sớm, chứ đâu phải giờ này đâu. Nhưng mà ráng kiếm thì cũng có hà. Từ sáng cho tới chiều á thì mới chuẩn bị được xong cái mâm đồ lễ này, đem ra ngay tại cái chỗ mà kiếm ra cái xác của ông Thiện đó. Cái chỗ đó là gần nhà của bà Năm, cái chỗ mà cái bà mẹ của nó chơi bà tứ sắc đó. Mới đầu thì ông cũng bày đầy đủ đồ trên cái bàn lễ trước mặt của ông hết trơn luôn. Rồi ông cắm 7 cái đèn cầy, ông đốt 7 cái đèn cầy lên ha. Cái thước vải trắng đó thì bắt đầu ổng để trên bờ này, ổng xả dài xuống cho nó rớt xuống sông, nó chìm cái đầu kia xuống sông luôn. Còn cái đầu trên này á, ổng có dán một cái tấm bùa của ổng, dán tấm bùa. Rồi, ổng để cái đầu này ở trong một cái hũ của ổng á, ổng chuẩn bị sẵn rồi. Ổng chỉ cầm trên tay của ổng một cái tô nước thôi. Cái đó là cái tô nước gì không ai biết, ổng cầm từ hồi sáng lúc mà ổng qua tới bên này rồi. Bài đồ ra xong xuôi hết, bắt đầu ổng mới rót ra 3 cái chung rượu. Ổng đổ hất 3 cái chung rượu xuống sông vậy nè. Cái này kiểu giống như là ổng mời những cái vị chư thần ở đây tới để mà hỗ trợ cho ổng. Sợ nhiều khi mình ơn ổng, ổng làm không có xuể á. Rồi tiếp theo, ổng mới cầm 2 con dịch sim lên, ổng cũng nhét 2 cái lá bùa vô cái họng của 2 con dịch sim á. Ổng mới thả đại xuống sông cho nó chạy đi. Nhưng mà ngặt một cái là nó không có chạy. Nó ăn cái bùa này vô một cái là nó cứ bơi vòng vòng ngay tại cái đoạn sông đó không hả? Mọi người hình dung được cái khung cảnh này không? Ở dưới sông á thì 2 con dịch nó đang bơi. Nó bơi nó xoay vòng vòng này nè, nó cứ làm hoài vậy đó. Trên bờ thì đặt nguyên một cái dàn đồ cúng, có 3 cái đồ lễ nè, 3 cái giấy tiền vàng bạc, những cái bộ đồ thế mạng, cái hình nhân, rồi một cái đầu con heo nữa. Ở trong cái hũ này nè thì ông thầy ổng để ổng nhúng cái đầu của cái tấm vải trắng này vô ha. Rồi ổng có để thêm 2-3 cái lóng xương trong cái hũ nữa. Cái này là cái xương còn sót lại ở trong cái mã của thằng nhỏ đó hồi sáng lúc mà đào đó. Ổng bỏ cái xương của nó vô luôn. Rồi ổng mới hỏi một lần nữa tên tuổi của thằng nhỏ này, ngày sanh tháng đẻ, ngày chết là ngày nào. Giờ chết lúc mà cái giờ mà phát hiện nó rớt xuống sông đó, ổng ghi vô một cái tờ giấy. Ổng mới nhét vô dưới cái ruột của cái con hình nhân thế mạng này nè. Cái con này ổng làm bằng rơm, cho nên là ổng nhét từ dưới nhét vô cái cơ thể của con hình nhân đó đó.
Tới cái bước này cơ bản đã xong, bây giờ chỉ còn đợi nó tới nữa thôi. Tại vì mình làm những cái thứ này nè, có cái hình nhân thế mạng, có tên tuổi của thằng nhỏ này, có đồ cúng, thì chắc chắn cái con đó nó sẽ bơi tới khúc sông này, giống như một cái hình thức mình chiêu dụ nó vậy đó. Hỏi thầy thì thầy nói á, tại vì cái con này nè, nó muốn lấy hết cái bộ xương của thằng nhỏ nó xuống dưới nó ăn, nhưng mà nó còn sót lại vài cái lóng xương. Mình để đây thì chắc chắn nó sẽ quay trở lại, nó ăn hết những cái lóng xương còn lại. Tao làm tao nhử nó đó, đợi lâu lắm chứ không phải làm liền nó có liền đâu. Trời ơi, đứng coi gì nè, một hồi ở dưới sông á, hai con vịt nó đang cũng bơi vòng vòng đó, bắt đầu nó đứng sững lại. Nó đứng sững làm sao mà hai con vịt chỉ quay cái đầu về một hướng thôi nha, là cái hướng nước lớn á, nước nó chảy lại vậy nè. Nước đang chảy xiết, đang chảy rất là mạnh, đang nước lớn mà. Thì tự nhiên mọi người cảm thấy là cái dòng nước này nó chảy chậm lại. Nó chậm lại giống như nước ròng vậy đó. Giống như là có một cái gì đó mà nó cản cái dòng sông này lại, không cho cái con nước nó chảy tiếp nữa. Là cảm thấy ở giữa hai cái con vịt á, nó xuất hiện một cái dòng nước xoáy. Nó xoáy nhẹ 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 thôi, chứ chưa thấy có cái gì hết trơn á nha. Lúc này ông thầy, ổng mới thảy con hình nhân đó xuống. Mà trước khi thảy, ổng đã có cột lại bằng một cái sợi chỉ rồi, giống như mình câu cá, mình nhử con cá vậy đó. Ở trên này thì ổng cầm cái đầu sợi chỉ đó nha, sợi chỉ màu đỏ. Ổng thảy xuống đó, vừa thảy thôi thì con hình nhân rút xuống mất tiêu. Khi mà nó rút xuống rồi, đồng thời lúc này á, hai con vịt nó cũng mất. Hai con vịt nó bị cuốn vô cái dòng xoáy là mất tiêu, y chang cái bữa mà kiếm xác của con nhỏ vậy đó. Khi mà nó quấn hai con vịt xuống dưới rồi, đồng thời nó cũng quấn luôn một cái đầu của cái thước dải trắng á. Khúc dải nó cứ rút, rút, rút từ từ, từ trên bờ nó rút xuống sông vậy nè. Ông thầy ông nói cứ để cho nó rút nha, đừng có vịnh lại. Nó rút cho tới khi nào mà cái lá bùa này chạm cái mặt nước một cái rồi á, thì lúc đó tao mới thu được nó. Tại vì nó đang cố tình nó lấy cái cục xương này trong cái hũ của tao mà. Ông thầy cũng đứng đợi. Ông đợi cho tới khi nào mà cái lá bùa này nè, nó rút xuống sông hết rồi. Nó rút mà cái lá bùa chạm mặt nước rồi đó nha. Không biết sao mà cái tấm vải nó vẫn còn rút tiếp nữa. Rút hoài xuống vậy nè. Tấm vải còn rất là dài phía trên này nha. Ông thầy ông thấy không im rồi. Ông mới đứng, ông mới vịnh tấm vải lại. Ông bước xuống cái mé sông luôn. Ông vịnh tấm vải. Ông vịnh làm sao thì giống như là ông đứng mà ông bị trợt á. Ông trợt té cái ạch gì nè. Ông mới ngã ra. Cái ốc của ổng đập lên trên cái bờ sông. Mà cái chỗ đó là người ta hay để những cái miếng gạch tàu á, người ta lót lại để mà người ta đi xuống sông đó. Ổng đập vô đó thì giống như là cái đầu của ông thầy bị thương đi, nó chảy máu ra. Ông thầy giống như là ổng trở tay không kịp vậy đó. Ổng nói ê, trên bờ đưa tao cái tô nước lẹ lên. Ổng có cái tô nước hồi sáng đó, lấy cái tô nước đưa cho ổng. Trời ơi, thấy tội nghiệp lắm luôn kìa. Cái đầu của ổng bị đập ra vậy nè. Thì khi đó ổng mới cầm một cái tay của ổng á, ổng mới đổ cái tô nước này xuống, nó hòa với cái máu của ổng. Tại vì cái máu của ổng nó chảy ra, nó loang ra gì nè, không biết té kiểu gì, nhìn té rất nhẹ nha, nhưng máu của ổng nó ra nhiều lắm luôn. Tuy nhiên cái tay của ông thầy vẫn cố gắng giữ tấm vải trắng lại, không cho tấm vải trắng nó rút xuống nữa. Mọi người thấy lúc mà ông thầy ổng đổ cái tô nước của ổng xuống rồi á, nó pha nó trộn với cái máu của ổng đó, nó tạo ra thành một cái màu nó tím tím, giống như mình đổ cái mực tím xuống sông vậy đó. Thì cái dòng nước tím này nè, nó cũng rút vô luôn. Nó rút vô, nó xoay 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 giữa cái đám nước xoáy đó, rồi nó rớt xuống. Tự nhiên cái đám nước xoáy này nó không còn xoáy nữa, nó không còn xoáy mà nó nổi lên nguyên một dề. Mọi người hình dung giống như là những cái cây rong đuôi chó mình hay để ở trong cái hồ cá mình nuôi á, nó tỏa ra gì, nó dài dài mà nó dương ra. Trời đất ơi, thấy ghê muốn chết luôn. Ông thầy ông không lên bờ nổi, ông mới kêu á, lấy cái túi của tao á, lấy ra cho tao cái lưỡi hái ra lẹ đi. Đưa cái lưỡi hái xuống cho ổng. Khi mà đưa cái lưỡi hái xuống cho ổng rồi thì ổng cầm, ổng lấy cái nước còn sót lại trong cái tô hồi nãy đó, ổng chế vô cái lưỡi hái, bắt đầu ổng đưa xuống. Ổng quặt 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 dưới sông rồi nè, y chang như là mình gặt lúa mà ở dưới sông vậy đó. Ổng làm tới đâu là ba cái cọng đen đen đứt tới đó. Trời ơi, thấy rõ ràng luôn mà. Nó đứt một cái là nó quắn quéo lại nha. Nó quắn lại, nó co lại gì nè. Nó co lại nó thành những cục mà tròn tròn. Cái cục tròn tròn này á, nó cũng có gai. Cái gai nó sần lại gì nè. Nhìn thì y chang những cái cục mà ở trong cái xô của cái bà dì lái lúc bà bị ma giấu đó, nó nằm trong cái xô đó, nó co lại nè, nó thành những cái vòng tròn đó, nó lăn tăn trên cái mặt nước như thế nè. Tới lúc đó kiểu như là ông thầy ổng hơi bị quản á, tại vì ổng nói là ổng hơi sơ suất, ổng chuẩn bị đồ nghề không có kịp, bởi vì là ổng nói trên bờ á, lục trong cái đống đồ nghề của tao còn cái lá bùa nào, đưa tao hết đi, còn được có hai lá bùa hả. Ổng cầm xuống đó thì ổng kẹp vô cái tay của ổng như nè.
ổng để làm sao mà cái lá bùa nó cháy đi. Nó cháy là ổng nhúng xuống đất, nó cháy nó lan nguyên một cái vùng đó vậy nè. Nó cháy luôn những cái cục mà tròn tròn đó hồi nãy đó. Nó cháy luôn, cháy hết. Nó cháy làm sao mà một hồi nguyên cái quần nước này nó làm một cái màu đen thôi. Giống như là mình đổ nhớt xuống sông vậy đó. Rồi cái nhớt này nè, nó tan, tan, tan từ từ. Nó tan, rồi nó trôi theo cái dòng sông mất tiêu luôn. Hai con vịt cũng mất. Tới lúc này thì ông thầy ông mới cho người ta xuống kéo ổng lên á. Tại vì hồi nãy giờ muốn xuống giúp ổng, kéo ổng lên bờ thấy ổng bị thương mà. Nhưng ổng không có cho. Ổng nói chừng nào xong thì kéo tao lên. Kéo ổng lên rồi thì mới lấy bông gòn chậm lại cái ót cho ổng. Tại vì nó bị thương. Nó đập vô một cái cục gạch ống á, nó nhọn ra vậy đây nè. Trơn quá trời trơn mà. Rớt cái ạch. Ổng mới nói cái tô nước đó đó là cái tô nước tao đâm ra từ cái lá ngải của tao nuôi ở nhà. Cái bữa đó tao nói chuyện với bay xong á, là tao về tao cho cây ngải của tao nó ăn á. Tao nuôi ngải, tao cho ăn gà không đó. Mà tao nuôi không phải tao hại ai. Để trong những cái tình huống vậy nè, mỗi lần mà tao muốn trị những con quỷ mà cứng đầu á, tao nhờ tới nó. Mày thấy cái nước có lợi hại không? Chứ bữa nay mà tao không mang cái tô nước đó qua là tao chết với tay nó rồi. Coi như cơ bản là tao triệt được nó rồi đó. Mà giờ cái vấn đề còn lại nè, cái bộ xương của con bay mất tiêu rồi đó, thấy chưa? Bây giờ theo tao, bay mở đèn pin thiệt nhiều đi, bay rọi xuống sông. Bay coi cái dòng nước mà đen đen hồi nãy tao mới triệt đó, nó tan ra cái nước sông này. Cái dòng nước đen nó chảy tới đâu luôn đó ha. Nếu mà nó dừng lại, nó có rút, nó mất tiêu ở chỗ nào đó, thì nó giấu cái bộ xương của con bay ngay tại chỗ đó đó. Tao thấy là nó chưa có ăn hết đâu, còn được phần nữa. Mấy người này mới tức tốc lấy đèn pin ra. Rồi á, thì cái nước đen kịnh hồi nãy đó nó vẫn còn, nhưng mà chỉ có điều nó tan ra thôi. Nó tan ra, nó chảy một dòng, nó hòa vô cái dòng nước, nhưng mà nó không có bị lẫn ra nha. Nó chỉ là bị chảy theo thôi. Nó chảy một đoạn đâu khoảng vài trăm mét luôn. Nhưng mà một hồi nó không có chảy tiếp, mà nó chảy, nó quẹo qua một khúc vậy nè. Nó quẹo vô, giống như là nó bị rút vô trong một cái hang hay là một cái đường gì đó vậy đó. Mọi người hình dung được không? Tới khi đó thì ông thầy mới nói á, bay bơi cái xuồng qua sông. Bay thấy nó rút qua bên sông không? Bên đó có cái hang của nó bển á. Bay canh làm sao chừng nào mà nước nó ròng xuống rồi đó, bay đào đi. Cái xác của con tụi bay ở trong đó đó, bây giờ chỉ còn xương thôi. Mọi người cũng đã xác định được cái chỗ đó rồi, nhưng hiện tại nước lớn quá không có đào được. Nước nó dâng 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 là sao đào? Đợi tới sáng mai á, nước nó ròng nó nhỏ xuống rồi á thì mới đào ra cái bộ xương đó được ha. Bởi vậy nguyên đêm đó đâu có ai ngủ ngon gì đâu. Canh ở cái chỗ đó không. Tới sáng bữa sau sáng sớm, xách cái len qua bển đào. Đào thì thấy nguyên một cái đống xương gì nè. Bây giờ là nó không còn là một cái hình hài nữa, nó chỉ là một cái đống xương thôi, không có ghép được cái gì hết trơn á. Không có nhiều, thôi thì cứ đào lên được nhiêu thì đào, giống như đi tìm hài cốt liệt sĩ vậy đó. Thôi thì ông thầy cũng nói giờ á, kiếm được nhiêu đó là mừng dữ lắm rồi. Chứ tụi bay mà cứ để lâu dần đó, nó ăn mất tiêu cái bộ xương luôn. Tại vì lần đầu tiên mà tao mới thấy con quỷ mà vừa bắt hồn mà vừa ăn luôn xương sẩu của người ta luôn á, tao cũng không hiểu nữa. Tao nói bay nghe nè, tao chỉ biết được á, cái con ma da này nè, nguồn gốc ngày xưa của nó là hai cái đứa thương nhau. Nhưng mà thương nhau, cha mẹ cấm cản, không có cho tới. Bởi vậy là ăn nằm với nhau rồi. Thành ra đó là cha mẹ con nhỏ này nè, hồi đó giàu lắm, mới bỏ vô cái lồng heo á, rồi nhấn nước luôn. Hai người mới chết tại khúc sông này. Khi mà chết đó, quan khuất quá thành ma da. Bay biết sau mấy chục năm, gần cả trăm năm nó ăn bao nhiêu người. Rồi những cái linh hồn nó cứ tụ vô hoài. Nhiều linh hồn trong một cơ thể nhưng mà nó chỉ có hai cái đầu. Hai cái đầu này là hai cái đầu của hai đứa nó đó. Tao nói thiệt á chứ, tao chấp nhận tao bị thương. Miễn sao á, tao trả lại cái bình yên ở đây là được rồi. Chứ tao nhìn cảnh tượng tao cũng chịu không nổi nữa. Trời ơi, bay nghĩ sao ở cái xứ của mình, ma cỏ nhiều thì ai cũng biết, nhưng mà lần đầu tiên tao mới thấy có một cái con quỷ mà nó dữ vậy luôn. Trời ơi, ma da mà tới hai cái đầu. Bay nghĩ đi, đâu phải dạng dừa. Còn con của tụi bay á, nó yếu lắm rồi. Nó thiệt ra là đáng lẽ nó bị cái ông thầy kia ông giữ lại đó, nhưng mà nó đi ra được, nó trốn nó ra, nó kiếm tao. Giờ tao cũng không có giữ nó nữa ha. Nếu mà bay muốn tốt cho con bay á, thì bay lấy cái tấm hình thờ á, bay gửi lên chùa đi, thì tự khắc đi lên chùa à. Chứ nó cũng không muốn theo ai hết. Tao thì tao chỉ thương cho thằng con tụi bay. Bây giờ á, hình hài của nó không còn, mà xương xấu cũng không có còn nguyên dạng nữa. Thôi kệ đi, coi như nó hy sinh để mà nó cứu nguyên cái xóm của bay. Rủi đâu mà nó không chết, không biết được cái vụ của cái con quỷ ma da này á, sớm bay còn ai chết nữa, bay có lường trước được không? Thôi thì mọi chuyện nó cũng qua rồi, bay cũng đừng có cảm thấy áy náy gì hết á. Trong trường hợp đó thì ai cũng sợ, nhưng mà lỗi của bay cũng có. Tự nhiên đọc tên tuổi con bay găng chi vậy?
Trời đất ơi, thiệt tội nghiệp nhỏ hết sức vậy đó. Sau cái vụ việc này là cái bà dì lái bà cũng ân hận vậy đó. Bà nói lỗi của bà quá nhiều đi, bà cảm thấy có lỗi lắm. Bởi vì là bà ăn chay, bà xuống tóc, bà tu tại gia luôn. Hy vọng bà sám hối phần nào cái lỗi lầm của bà. Mặc dù bà biết là bà không có muốn đâu, nhưng mà hoàn cảnh buộc bà phải như vậy. Nói chung nhờ ông thầy hai dữ lắm nhiều luôn. Không có ổng là cái xóm này không biết làm sao luôn nữa. Kể từ cái bữa đó là cũng không thấy Thiện về, cũng không còn thấy con quỷ ma gia kêu nữa luôn á. Giống như là nó bị triệt rồi, nó bị ổng đánh cho tan xác hết trơn. Trời ơi, ổng lấy lưỡi hái ổng nhúng với cái lá ngải của ổng mà ổng gặt đứt hết trơn rồi. Còn đâu nữa, vừa gì. Và nghe tới đây thì câu chuyện của bạn cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.